làm nữa. Dạ. Ê, cầu một hộp. Đây. À. Mà thấy cái này luôn chứ. Chào, xin chào cả nhà nha. Cái hồng bò bò. Hello cả chiều nhà. Này. Đường rồi chị nào vô rồi tương tác nhiều nguyên nha, chấm lên luôn dùng nguyên nha chị, mà nói mỗi chị em mình vô xem lại. Ồn quá con. Ồn quá con, vô nó ngồi trên bàn đi. Rồi lấy nó chị em mình ơi, tương tác nhiều nguyên nha, mỗi chị em mình vô xem like cho xin một nút chia sẻ nhé. Lên nhanh, tối nay chủ yếu là sale, sale cho gọn nha. Mai này lên hàng mới. Tối nay những cái gì lại sale bớt cho gọn, bán tặng hết. Tương tác cái chẹo mình ơi, thả tim thả like chấm tương tác nhiều nguyên nha. Trời ơi. Gì? Cũng còn xây nhỏ thôi chị, không có xây to. Không có xây to. Rồi lên nhanh dẹp mình lên trẻ ra, lên trẻ lên nhanh nhé. Chúc đơn xong cho khách trẻ quá. Rồi lên nha, chấm lên luôn dùng nguyên nha, thả tim thả like chấm tương tác cho nguyên nha chị mình ơi. Mỗi chị mình vô xem like với cho xin một nút chia sẻ nha. Rồi em lên cái mớ này, còn một cái này là hàng bán tặng. Nha, cố gắng tương tác cho nguyên nha chị mình ơi. Còn một cái này là hàng bán tặng nè. Rồi nhìn ổn chưa là lan luôn nha. Một cái vái thun thái nè. Một cái vái thun thái xung này chị em mình ơi. Con to nha, vái thái xịn luôn á. Con này chị em mình 40-60 gì mang ok hết. Cái này em bán tặng nha, tương tác nha chị em mình ơi. Con này em đang sale 75.000. Lên nhanh nha, tối nay chủ yếu là hàng sale hàng xã. Chủ yếu là hàng sale hàng xã nên là cố gắng tương tác cho em nhé. Rồi lên luôn dùng em con này em đi chị em mình 59.000. Vái này cực đẹp luôn, phải là đẹp. Ngày nào cũng tương tác, ngày nào cũng có đơn nè. Vải thun thái xung form này 40-60 gì mà ăn được hết á. Vải xịn lắm luôn ấy. 60-62-34 nhá, túi luôn nè. Cho nguyên con này váy 59 cho nguyên là ok. Nha, chốt mã váy 59 có một cái. Toàn bộ hàng này hàng sale thôi. Nên là ưu tiên chốt cho khách chia sẻ nhá. Lên mã váy 59k cho nguyên là được. Ưu tiên chốt cho khách chia sẻ nhé chị em ơi. Váy 59.000. Size hàng này hàng phong xung ấy, 40-60 gì mà ăn cũng ok hết. Nha. Cho lên mã váy 59 trong ra được. Rồi tiếp luôn dùng nguyên con này. Quần là quần chữ C. Quần chữ C. Hót dạ, hót dạ chưa chị? Nhiều hàng, đang nhiều hàng của em đang sale bớt cho nó gọn hàng đã. Con này ai nhanh có nè. Con này ai nhanh có này 55.000. Con này giờ không có còn như vậy mà 55.000. Form này chị em mình lấy 60 vẫn mang được. Lấy 60 vẫn mang ok nhé. Lên mã C cho nguyên C chị em mình luôn. Comment mã này là mã C. 55.000 C cho nguyên là được, mỗi thứ có cái khá thôi chị em mình ơi. C55 có một. Chốt lên mã C55 cho nguyên là ok. Áo nam xịn cho nguyên này. Hàng size 55. Áo nam xịn cho nguyên 475.000. Cái này cao cấp cho nguyên nhé. Lên đúng mã cao cấp 475 cho nguyên là được nè. Em đi luôn chị em mình con này 69 cao luôn. Áo nam nhưng mà size 55 đổ về nhá. Chốt mã cao cấp cho nguyên là được nè chị em mình ơi. C cho Mỹ Thục Nguyễn. Comment mã cao cấp cho nguyên nhé. Lên mã cao cấp cho nguyên là được. Đi dạy mình con này 65.000. 65.000 nhá, hàng 475 này chị em nhận hàng con này về bao chắc luôn. Size 55 thôi nha. Chốt mã này. Comment mã này. Toàn bộ những cái này thứ có cái không có nhiều đâu. Toàn bộ hàng này hàng xã mà. Cái này có hai con size. Cao cấp nhá. Lên mã cao cấp cho nguyên 75.000 con. 75.000 con. Hai mã hai cái cao cấp nhá chị em ơi. 75.000 nhá, con này xã 75. Cao cấp cho Hiền Phương. Nha, còn một con cao cấp size S. Size này 55 đổ về chị em chốt đẹp nhá. Nhận hàng con này về bao sướng vậy mà nó 400 gần cả 500.000 con áo. Nhờ xăng giá 65.000 nha. Đi lên trẻ này là sẽ tranh thủ. À đây còn một con C nữa nè. Đây còn một con chữ C nữa nè. Đây còn một con chữ C nữa nè. Chị nào lấy chữ C chốt chữ C. Còn bộ thứ này có một cái thôi.
cho nguyên con này nhá, 40-60 gì mà ăn được hết nhá. Dạ mình ơi, trong mã C55 40-60 con này hàng giảm vô tư thoải mái. Dạ mình nhanh tay nhá, lên luôn dụng mã này là mã C55.000, lên mã C55 có một nha, chị nào lấy C55 có cấp HCC comment mã C55 cho nguyên là được. C55 nhá, nè mấy con áo ngực, mấy con áo ngực. Thực ra là chị này là đơn này là còn máy bao nữa, của chị sẽ là lâu quá luôn á, lâu chút tuyệt là nhiều, xong mà lâu lâu mới đi xíu, đi xíu không biết bao giờ. Tuần vốn trong này của Nguyên rất là nhiều rồi, cho Nguyên con này nhá, em lên em bỏ ra bớt, lọc ra bớt cho Nguyên con này size 34, toàn bộ là size 34, lên ngực size 34 cho nào được. Em đi hết 35.000 con ngực su đúc nhá, dạ mình ơi, toàn bộ là ngực su đúc size 34 Trương Quỳnh Văn, size 34 nhá, cho Nguyên con này 35.000 hết nha, màu nào cũng được, chị nào lấy ngực size 34, hàng nàng su đúc nhá chị em mình ơi, 55.000 nha. Comment mã này là mã su đúc cho Nguyên là được, có được 3 con size 34 đi chị em, 35.000 con này, lên mã su đúc cho Nguyên là ok nha chị em mình ơi. Su đúc còn bán ra nữa là hàng để từ từ hè qua đông ấy, để từ hè qua đông luôn ấy. Rồi cho Nguyên con này lên mã su, con này em đang đi 69.000, lên mã 59k cho Nguyên là được. Comment mã 59, lên mã quần su 40-60 gì mang ok hết, con này em đi chị em 59.000, lên mã quần su cho Nguyên được, con này đẹp lắm này, con này đẹp lắm này, 40-60 mang ok, con quần sung cho Nguyên nhá, lên mã sung cho Nguyên đi tốc độ như vậy mà nữa, lên mã sung 40-60 mang ok. Cảm ơn mã áo nam cho Nguyên, con này em xe cho em 49k luôn, 49k size này dành cho vậy em thiệt ra size anh, những anh nam nào 50 cái. Còn 3 cái phát luôn chị ạ, thiệt quá là rẻ luôn, đang 3 cái luôn nè, 3 cái luôn đi, 35.000 phát luôn 3 cái luôn, thiệt luôn cho chị Nguyễn Nghị Ly. Cho Nguyên con này size 55-57 chị em mình nhanh tay, xung là 59.000, 49.000 áo nam size 55-57 nhé. Con này chị em mình nhìn phát này, con này xịn sò lắm, con này em đang đi chị em 95.000 đấy, lên mã áo nam nha, chúc mã áo nam cho Nguyên đi chị em 49.000 áo nam, bởi vì thầy trang luôn 3 con cho nó theo bài, con này em đi chị em 49.000, toàn bộ giá này giá xả nhé chị em mình ơi, cố gắng chia sẻ mạnh tay cho Nguyên nhé, toàn bộ giá xả, toàn bộ con này giá xả đây này, con quần tổ ong này từ cái thời nào giờ rồi. Em đi đang đi 59.000, con này bán tặng 49k luôn. Con này tặng 49k quần tổ ong cho Nguyên nhé, quần 49k. Size này chị em lấy 60 vẫn mau ok. Lên mã tổ ong, 49k tổ ong cho Nguyên là được nhé. Hết rồi chị Harry Trần ơi, hết rồi. Cho Nguyên con này 49k tổ ong. Còn mã tổ ong 49. Áo nam là 49k luôn. Thấy chị Nhung Cẩm gì ơi, thấy chị Nhung Cẩm nha. Không biết. Thấy chị Nhung Cẩm rồi, con này hàng nè. Tổ ong 49 cho Mỹ Thục Nguyễn. Con này lên luôn dùng Nguyên, con này size chị em 52 đổ về chị em chút đẹp, đẹp lắm luôn ấy. 52 mai ấy lại chị nhá, mai nha, nhân viên 5 giờ nhân viên về hết rồi chị, size 55 đổ về nha. Boris con này bán tặng 39.000 luôn, hàng này nhập 58.000, nhập 58.000 bán tặng 39.000, lên mà áo 39 cho Nguyên là được, áo 39 cho Nguyên là ok, áo 39 này con quần C, hàng này đơn này có tầm 3-4 bao hàng nhạc sĩ ấy. Mà cứ để biết để đến khi nào có tiền không biết bao giờ ấy. Thiệt sự hàng nhà Nguyên về giờ tồn tồn vốn nhiều lắm, về hàng về liên tục, về liên tục. Mà cứ nhặt xong để đấy, nhặt xong để đấy thì không biết bao giờ mà đi đơn luôn ấy. Đấy, đang cần vốn thì vô đông ấy. Áo 39 cho thiệt ra. Có về được 200 con rồi mà Nguyên chưa cắt bao kịp. Chắc là trưa mai hả? Trưa mai nha cho Nguyên con nè. Này. Cái hàng thu đông á vốn nhiều lắm mà hả, nhiều chị cứ nhặt like, cứ để miết như này không biết bao giờ mà tiền hàng đi để tiền về nữa luôn ấy. Cho Nguyên mã C cho Nguyên là được nhá, chị nào lấy C lên C cho Nguyên là được, về nghỉ khách quen ấy. Cho Nguyên con này C, hồi nãy đây con này 55.000 luôn, chốt mã C55 cho Nguyên là ok, C55 cho Nguyên là được nhé, comment lên C55 cho Nguyên là ok. Nè con này đẹp lắm này, tàu khô nào bữa không có hàng bán này, em đi cho em 49.000, con này em đi 49 cao luôn, tàu khô C55 nhé. Nguyễn Thủy nào đây ta, con này lên luôn dùng Nguyên nè, Nguyễn Thủy ba người đi, con này em đi 49.000 tàu khô nhá, con này đẹp lắm luôn, size 55 đổ về cho Nguyên con, quên lộn, so 60 đổ về, lên mã theo cho Nguyên 49 đúng không, con này em đang đi chị em 59 cho Nguyên, con này là theo 49 cho Nguyên là được, chốt nhanh tay theo 49 xem hết rồi. Con này là áo Hydrolina 79.000 nè, size nào size dưới 60, em đi luôn trẻ mình con này 60k luôn, áo nam cho Nguyên nhé, tàu khô cho chị Mỹ Thục Nguyễn 49, Mỹ Thục Nguyễn 49,
Mỹ Thuật Nguyễn 49.000. Rồi cho Nguyên áo nam size dưới 60. Những cái này đa số là thứ còn cái thôi nè chị em mình tranh thủ nhé. 60k luôn. 60k, chốt mã áo nam 60 chung là được. Mã thêm hết. Áo nam 60 luôn chung em là được nhé chị em mình ơi. Lên mã áo nam 60 size 60 nhé. Áo nam size 60. Đi chị em 60k. 60k nhé. Lên mã áo nam chung em là ok. Rồi con này mã mặt cười 39.000. Em không lên không lên đồ bé, mới lên đồ bé lúc trưa. Thế sen còn ít ra xíu lên sao. Nha cho Nguyên con. Áo nam cho. Con này cũng đi luôn chị em mình luôn nè. Size này chị em mình 50 52 đủ vậy. Boris, con này em đi chị em 30. 39k luôn. Lên mã mặt cười 39 chung em là được. Mặt cười 39 chốt cái tay cho chị em mình nè. Mặt cười 39. Còn em mã mặt cười 39 chung em là được. Mặt cười 39 nhá, lên đúng mã cho Nguyên con này. Màu cốm, size này dành cho chị em lấy 60, tàu khô 3158 này. Tàu khô 3158. Nha, tiếp luôn dùng Nguyên con này. Mặt cười 39 cho Nguyễn Kim Vy. Rồi nhá, chốt lên luôn dùng Nguyên con này. Em đi chị em con này 49k lên mã theo. 49k mã theo. Nha, 49k mã theo. Mặt cười em hết. 49k mã theo chung là được. Rồi nhá, tiếp luôn dùng Nguyên con này tặng lên bé cho Nguyên này. Con này giờ hết rồi. Vàng 49, còn mã vàng 49 thôi. Này, đẹp lắm luôn á. Này chị em mình ơi. Len nha. Len cho bé size 18, form dài. Size 18 form dài. Này, đẹp chưa? Đẹp chưa? Cho Mỹ Thuật Nguyễn. Đẹp chưa? Con này em đi luôn chị em mình nè. Đẹp lắm, con này đẹp lắm. Em được cho em con này 49k luôn. Cái này mang thêm cho nó cái áo, cái quần legging nữa là ok. Size 18, giãn vô tư, giãn thoải mái mà len dài. 49k. Áo ván được chị em mình nhìn. Xịn lắm luôn á. Cho Nguyên mã đỏ đô cho Nguyên nhé. 49k đỏ đô. Cảm ơn chị Hiền Nhi Nguyễn á. Cảm ơn mã này đỏ đô. Đỏ đô này em đi chị em mình là bao nhiêu tiền? 49.000. Bé đỏ đô đây nè. Bé cho Hiền Nguyễn Thị. Mặt cười em hết rồi. Rồi cái này em có hai cái. Xay bự nha. Con này lại xay bự nha. Len bé xay bự. Xay này 32kg vô tư. Khoác len cho bé này 69.000 luôn. Cái này chị em mình mua đi. Em thấy nó rất là rẻ luôn ý. 69k nhá. Chốt mã áo len cho Nguyên, khoác len. Khoác len cho Nguyên và size này là size 30-32. Con này chị em mình nên mua đi. Giờ mua 100 mấy nghìn ấy. Trong mã khoác len cho Nguyên nhé. Size 30-32. Size 30-32. Hai con size 30-32 hết. Nha. Khoác len size 30-32. Chút mã khoác len cho Nguyên là được. Đây Tâm An cái. Đây thì Phụng Phan cái. Tâm An vậy Phụng Phan. Ok. 69.000 nhé. 69.000 lên mã khoác len cho Nguyên là được. Lên mã khoác len cho Nguyên là ok. Nhiều thế này cho nó nha. Như thế này cho nó nha. Còn một con khoác len này chị em này. 69k nó luôn. Đẹp rẻ. Tối nay chủ yếu em đi sale hàng hết nhé. Size 28, 25, 28. Lên mã len 25, 28. 69.000. Len này 25, 28 và 69.000. Chị nào lấy len 25, 28, 69k cho mình là được. Một con áo Bumana. Đây này. Hàng này em đang sale 75.000. Đang sale, quên lộn, đang sale 95 này. Đang sale con này 95. Size 28, còn một cái size 28 nữa. Chị nào lấy size 28, chốt size 28 cho Nguyên nhé. Này con này đẹp lắm luôn, 475.000. Hàng này Nguyên sale 95.000. Con này em đi chị em 75.000, size 55. Lên mã nam xịn cho Nguyên nhé. Chuẩn bolo xịn cho Nguyên nha. Hello chị Trinh Thỏa. Chị nào lấy cái này lên mã nam xịn cho Nguyên. Size này dành cho những anh nam nào 55, 57. 28 chị Quỳnh Như 69. Rồi con này lên luôn dùng Nguyên con này áo nam xịn 50. 55.000 luôn. 55.000 đấy. 75.000 so với 75.000. 75.000 hàng em đang xe 95 mà. Rồi còn một con xe nâu nam xịn cho chị Văn Lương 75.000 nhé chị ơi. 75.000 em mặc lộ 75.000. Rồi cho Nguyên con xe này 55k luôn. 40-60 gì mà ăn được hết. Lên mã xe nâu chung là được nhé. Đi tốc độ nha chị em mình ơi. Em đi tốc độ thì thấy con cái đó. Lên luôn những mã xe nâu có một cái. Dạ không. Chị Văn Lương à. Văn Lương. Rồi cho Nguyên mã C 55, 40, 60 đều mang ok con này hết. Lên mã C cho Nguyên là đẹp nhé chị em ơi. Ôi một con váy lanh. Ông ơi lộ một con váy váy len 105. C nào chị Mỹ Thuật Nguyễn. Váy len 105 cho Nguyên là ok nè chị em ơi. Váy len 105. Em đi chị em con này 95.000. Thôi cái này bị chấm nhẹ xíu nè. Con này bị chấm nhẹ xíu nè. Cái này chị em về giặt dùng Nguyên nhé. Cho Nguyên váy len. Size này chị em 40. Ừ. Cái bao này nó bị ẩm nha. Bao này bị ướt rồi này. Bao này bị ướt này. Lên mã váy len cho Nguyên. Con này treo lên. Con này em xem chị em 85k đi. Con này phải treo lên. Con này treo lên này. Bị ẩm con này. Váy len cho Nguyên nhé. Váy body á. Lên mã váy len body cho Nguyên là được này. Để đằng trước á. Cho Nguyên con này. Tàu khô nè.
Phong to nhá, cho Nguyên con này. Điều bé em còn. Điều bé. Bữa nay bao nhiêu? 89.000. Bữa nay cho thu tràn. Trẻ mình lên luôn dùng mã này mã theo chung là được. Theo này mới chị em 49k theo đen. 40 60 đều mau ok hết. Lên mã theo đen, không phải 105 em sale rồi. Đây nè, thì nè chốt hẳn mấy cái áo nam xịn này luôn ấy. Size 57. Mã cái trên này bao nhiêu? Size 55. Size 57. Cho Nguyên con này. Bra hả chị? Bra em đang hết. Bra hình như còn. Để từ từ em cắt. Ở ngoài kia có mấy mã bra về á. Mà chưa cắt hết. Rồi nha. Chưa cắt hết. Cho Nguyên áo nam xịn cho Nguyên nhé. Đi 49.000 luôn. Size 57 thì chị em mình hàng em đang sale 95.000. Đi hết 49.000. Áo nam xịn cho chị Nguyên Hệ. Nha, size 57 có được 2 con thôi. Được 2 con. Nha, lên mã áo nam xịn cho Nguyên nhé. 49.000. Giá này chuẩn giá bán tặng á. Chị nào lấy áo nam xịn cầm em mã áo nam xịn cho Nguyên. Còn được 2 con, 49.000 con nhé. Rồi con này áo Hidoli nè. Hidoli này size 60 đổ về luôn. Đi chị em 60k luôn. Hidoli hàng 79k này chị em nè. Thôi chị em mình mua con này nhiều lắm rồi luôn. Em chạy cực kỳ nhiều luôn ấy. Cho Nguyên con này 60. Áo Hidoli nam. Áo Hidoli nam. Hidoli nam. Lên mã 60 cho Nguyên là được con cái. Chốt mã 60 cho Nguyên là được một cái áo. Một cái áo nam. Con này size nhỏ. Con này size nhỏ. Size 48-50. 60 cho chị Thị Hiền Nguyễn. Thị Hiền Nguyễn. Chị ơi đến lúc chốt đơn chị báo nhân viên bỏ đơn. Bỏ thêm vô nhé. 60k. Con này đi lên mã 15k. 15 chị nào đang có đơn chốt size nhỏ nhé. 40-42 đổ về. Cầm em mã quần 15. Chốt mã quần 15 cho Nguyên là được nhé. Còn một con xe đen. Còn một con xe đen. Có 5 xịn em hết rồi chị ơi. Lên mã xe đen cho Nguyên 40-60 đều mang ok. Lên mã xe đen cho Nguyên là được. 40-60 nhé. Dòng quần 6 á chị mình mềm lắm. 55.000. Trong mã xe đen có một cái 55k xe đen. Chị nào lấy xe đen chốt bộ len tâm dài 15 là cái gì? À, nhưng mà chị nào đang có đơn chốt 15 cho... Chị nào đang có đơn đã. Xe cho Thảo mua. Xe cho Thảo Nguyên Hệ. Chị nào có đơn 55 à? Chị nào có đơn lúc chưa là tranh thủ gom thêm nhé. Để nhà em ngày mai nhà em chốt đơn hết nhé. Thế dẻo mình ơi, đã có đơn lúc trưa nè, hoặc là đơn cũ hơn tối hôm qua, tranh thủ chốt lên cái like này để nhà Nguyên toàn bộ ngày mai nhà Nguyên đẩy đơn nhé. Vì đơn vì hàng nhập nhà luôn, không có lối đi với trẻ mình kìa. Hay là tranh thủ nhé, trẻ mình tranh thủ gom thêm cho Nguyên con này. Ôi, cái để ăn trước thì tọt rồi, con này để ăn trước thì tọt rồi, bao này để ăn trước thì tọt mưa rồi. Con size 57 đến 60 con này đẹp lắm này. Trong mã 60 con này đẹp này. Lên mã đẹp áo nam nhé, con này bị tọt mưa này. Con này bị tọt mưa bị ái xíu rồi. Cho Nguyên con này đi. Bị hơi bị ái cái này xíu, size 60. Đi con này 49k luôn đi. Hàng 79k. Cho Nguyên con này 49k áo nam cho Nguyên nhé. Đây nè. Con này nó hơi bị nhem, bị dơ chỗ này xíu này dễ mình nữa. Cho Nguyên con này 49k áo nam nhé. Chốt mã áo nam. Comment mã áo nam 49. Cái này treo lên nè. Đây còn hai cái váy len nữa. Ôi biểu khét. Hai cái áo váy len này biểu khét. Váy len hồi nãy chị nào chưa có ta. Chị nào chưa có nè. Ô hai cái áo len áo nam cho Mỹ Thục Nguyễn. Hai cái áo len này ướt hết. Giá Nguyên đi luôn trẻ mình cái áo váy len này 89k luôn. 89k nhé. Chị ướt rồi. Cái váy len này luôn còn được hai váy len như trẻ mình nó. Đẹp lắm. Còn được hai váy len lấy cái móc kêu luôn hai cái váy len này lên. Trong váy len. Dạ không, quần em đang mang hết từ lâu rồi. Váy len còn được hai cái. Nhá, rồi một cái áo nam xịn nữa này. Xả 49k luôn, size 57. Xả 49k, size 57. Tổng hợp nhé, cái này cái gì cũng có hết á. Cái gì cũng có trong này hết. Chị này chỉ nhặt like nè. Chỉ nhặt like nè. Rồi nhé, chị nào lấy váy len. Comment mã váy len chung 89. Con váy len body á, 89.000 hàng này. Em đang đi chị mình 105.000. Rồi cho Nguyên con quần cổ ong nè, em đi chị ăn 49k luôn. Váy len cho Hiền Nhi Nguyễn. Ghi đi rồi kêu lên cái đã. Kêu hai con váy len này ra, lên đã. 89.000. Áo này áo nam này chị Hanana. Chị Hanana. Váy len bao nhiêu? Váy len 89. Áo nam này 49k chị Hanana. Áo quần lụa Trinana. Trinana. Rẻ khơi. Váy len cho Nga to. Rẻ quá. Rồi cho Nguyên con này tổ ong cho Nguyên nhé. 40 60 đều ok 49.000. Nha, cho Nguyên con này 49k. Chút mà 49 cho Nguyên là được. Áo nam hết rồi. Con này 49k đi tốc độ chị em mình nó còn một cái tên nâu. Còn một cái tên nâu. Còn một cái xe nâu nhé, lên mã xe nâu cho Nguyên là được. Xe nâu này em đi chị ăn 55k, 40, 60 đều mang ok, dặn quần 6 á chị mình à. Cho chị mình nhìn này, chắc này, đẹp lắm. Cho Nguyên mã xe nâu. Tổ ong này cho chị Mỹ Thục Nguyễn. Mỹ Thục Nguyễn 49. Rồi lên mã xe nâu cho Nguyên nhé, 55k.
55 KC nào. Thì nào lấy C nào, comment C nào xong rồi 55 nha dạ mình ơi. C nào cho thi thi. C nào cho thi thi. Rồi tiếp luôn dùng nguyên con này. Rồi trong nguyên con này nhá. Trang tuyết em còn. Trang tuyết em còn. Trang tuyết bé còn. C nào là 55. C nào 55. Ừ. C nào 55. Rồi trong nguyên con này theo 49 sao luôn. Thi đẹp nè. Không chị lấy sao ấy gì Trương hỏi. Đây toàn bộ những cái này là thứ con cái thôi. Còn C nâu và C đen đẹp áo lộ. Comment mã theo nâu và theo đen nhé. Có hai con. Còn chắc có tông tàu khô được cái này vậy mà. Cái này càng giặt nó sẽ càng mềm ra nhé. C nâu cho Vương Mai Bùi. Hết rồi. Hết rồi. Có cái chứ mấy. Nó thấm hút mồ hôi rất là nhiều. Áo nâu cho thi. Có tông tàu khô. Với chị em mình con này 49k luôn. Rồi còn theo đen nữa. Còn theo đen nhé. Chị nào lấy theo đen lên theo đen cho Nguyên là được. Comment lên mã theo đen cho Nguyên là ok. Giá đây 49k luôn. Nha, còn một cái len bé kiểu len kiểu này. Theo đen cho Thanh Lai Nguyễn. Len kiểu cho Nguyên này. Len kiểu cái này dạng mang dài dài mang cái này hơi bị mít có quần legging nha chị em mình nè. Cái nào mình mít có quần legging nhá. Đẹp lắm ấy. Cho Nguyên con này size tầm 18 này. Em đi chị em con này 39.000 luôn đi. Bị ướt rồi. Bị ướt xíu rồi. Cái này dạng. Đây treo lên nhá. Cái này treo lên. Len mã váy áo len cho bé 39.000 tổng sale luôn chị em mình ơi. Con này form to. Form này 60 vô tư. Form to nhá. Con này form to lắm luôn. Theo nào em hết rồi. Chốt lên nhanh con này nè chị em mình ơi. Con này em đi chị em lại. Con này hàng 63.000 nè. Đi chị em con này 49.000 luôn. Lên mã to 49 cho Nguyên là được. Lên mã to 49 cho Nguyên là ok. Đây nè, cái này em mới up lên xong. To 49 nhá. Chị nào lấy to 49 chút to 49. Cái này em về thêm nè chị em ơi. Khách hỏi nhiều quá. Đang em hết rồi. Hàng này là hàng kháng khuẩn cho Nguyên nhá. Đây này vô mùa mưa rồi. Chị em mình mua một chục này đi. Mua một chục này đi. Lên 39, lên 39, lên 39 chút chưa? Lên 39 là bị ướt đó. To này lên cho chị cho to này cho chị Như Ngọc. To này cho chị Như Ngọc. Đây chị em mình này, em nói nè. To bao nhiêu? Dạ, hơn cả 1m4 chị. Em 1m54 mà nó lên tới trên này rồi nè. Để xíu em rút lên. To 49 nha. To 49 nghìn. Hắn để là 1m1, 1m4 ấy. Nhưng mà thật sự là nó dài hơn. Dài hơn cả 1m4. Chiều dài hắn á. Nguyên 1m54. Mà hắn gần tới lúc đầu Nguyên rồi. Thì là phải là ít là 1m5 ấy. Trăng tuyết ấy. Đấy. Cho Nguyên con này, lên mã chip xịn cho Nguyên nhé. Chip này đẹp lắm. Xa. Lên mã tổ ong đi. Giúp việc của ba mẹ. Chị em mình lên mã tổ ong cho Nguyên đi. Con kia con phụ ba mẹ. Một là phụ ba mẹ bán hàng, còn hai là vô ngủ. Hôm qua con phụ ba mẹ mà ba mẹ không cho. Bây giờ phụ được. Giờ phụ được. Giờ phụ cũng được. Cho Nguyên con này lên mã chip cho Nguyên nhé. Vô mùa mưa rồi chị em mình mua cái này. Về thay những cái mã chip cũ đi. Này chị em mình nhìn chắc này. Mong to cỡ nào mang được hết. 40, 65 mang được hết con này. Nha, hàng siêu giãn luôn. Nha, lên mã tổ ong cho Nguyên. Em đi luôn chị em mình con này 5 con với giá 49.000. Nha, cái này ghi lại lấy thông tin nha. Cái này ghi lại thôi. 49.000. Không có màu đỏ đâu chị, không có màu đỏ. Rồi lên mã chip cho Nguyên. Mỗi cái này ghi cứ mỗi chip ghi mỗi một cái tờ gì bị trong đi. Cho Nguyên con này 49.000. Chị em mình để ý nè. Con này hai người ta hai đóng hộp là 85.000 năm con. Em bán em không có nói điều. Người ta đi. Đây, người ta đi nè. Nhìn cho Nguyên nè, nhìn kỹ cái hàng này xong đi dạo ra ở ngoài nè. Nha, xong dạo ra ở ngoài người ta bán bao nhiêu tiền? Em đi chị em 49.000 năm con. Nha. 49.000 năm con. Chị nào lấy cái này lên mã chip cho Nguyên nhé. 49.000 mà năm con chip thì dễ mà nhìn cái màu rất là đẹp luôn. Màu nó rất là đẹp nha. Giãn vô tư, giãn thoải mái. Em nói em chạy cái chiếc có tông này nhiều lắm luôn. Mã này là mã cực đẹp nè chị em. Đây chị em mình cứ search đi. Xong nè. Xong coi cái mã này người ta up bán bao nhiêu tiền. 85.000 cho 5 con. Mua luôn cả chục. Mua cả chục. Em nói thiệt luôn, mua cả chục đi. Đấy. Ai lấy cái này là đừng mắc nữa con. Lên mã này là mã chip cho Nguyên. Hoặc lên mã tổ ong cho Nguyên là được 49.000. 49.000 5 con nhé. Nói chị em mình mua hẳn nguyên 2 set để dành mà mang. Vô mùa mưa rồi. Nè. Vô mùa mưa rồi. Đấy có ít quá này mới tách 5 ấy. Bình thường Nguyên đi 10. Tại vì cái này có ít quá này là Nguyên mới tách 5. Nha chị nào lấy cái này lên luôn dùng Nguyên nhé. Chị em mình cứ lên mã tổ ong cho Nguyên không chụp comment lại cho nó nha. Không in được chụp comment lại. Cho Nguyên con này. Ghê quá. Ghê quá. Này chị em mình nhìn nè. Đấy, hàng này là hàng kháng khuẩn nha chị em mình ơi. Con này toàn bộ là hàng kháng khuẩn. Không có nước sẵn này lớp lót có dày quá chị em mình không thấy rõ được.
đây nè. Hàng này là hàng kháng khuẩn nha chị em mình, nhìn nè. Đấy, khi mà nó ướt xíu là nó hiện lên lớp nano kháng khuẩn. Tại vì cái lớp này nó dài quá chị em mình không. Đây nè, nhìn thấy rõ không chị em mình ơi? Đây nè, nó bị ướt lên là nó hiện cái lớp nano kháng khuẩn ra. Trong nguyên con này nó mua hẳn 2 set đi chị em mình ơi, để dành massage. Bữa nay hàng về rất là chậm. Chị em mình thấy không? Hả Nguyên gần cả tháng trời em mới về được một đợt quần chip này chị em là biết nè. Đấy, chị nào lấy cái này lên mã chip 49.000. Em bao chắc bao phone và bao giá luôn chị em mình. Không có nhà nào mà đi 49.000 mà. Năm con này hết toàn bộ, giá có rẻ nhất là 75.000, còn người ta đa số là đi chị em mình 85.000, đóng thêm cái hộp. Cái hộp để làm gì? Chị em mình xong mua về cũng vứt. Mua về cũng vứt. Đấy. Mà đi 85 thì bao nhiêu tiền? Trên nhà Nguyên gần 40.000. Mua có 5 con quần chip trên gần 40.000. Đó, chị em mình cứ dạo khắp đi, em không nói deal đâu. Qua nha, lên nhanh tay để em qua cái mã này nha chị em mình ơi. Chị nào lấy cái này lên mã chip cho Nguyên nhé. Hoặc lên mã tổ ong cho Nguyên được 49.000 5 con. Lên mã tổ ong 49.000 5 con nhé. Đấy, ai lấy cái này lên nhanh tay. Có chip bé về rồi đi chị em mình. Em đi chị em mình một mã chip này, một mã tắc này. Tắc siêu nhân cho bé trai nha. Rồi ai chưa có cái này lên đi, em đi bóc cái tắc siêu nhân của bé trai cho chị em mình luôn. Nha, chị nào đó chị em mình cứ lên đi đơn nhé, nhà em đang chốt rồi nhé. Chị nào lấy chốt chip thì cứ lên chip cho Nguyên. Hàng cốt tông chị ơi, nó giảm nhiều lắm. Con này nó giảm rất là nhiều. Cốt tông này chị em mình nhìn nè, nhìn chắc này, muốn kéo chị em mình xem nè. Quay cận chắc luôn chị em mình xem nó nhìn nè. Cái hàng này là hàng người ta sẽ tách cho chị em mình là 85.000 5 con ấy. Em đi chị em 49.000 5 con. Nhà Nguyên chạy chip chị em mình yên tâm giá rẻ luôn. Nè. Đó, trên chị em rất là ít. Ai lấy cái này lên mã chip cho Nguyên là được nhé. Comment mã chip cho Nguyên nhé. Qua nhé chị em mình ơi. Yên tâm chị em mình đi dạo khắp quanh cả Facebook không có ai bán một cái giá 49.000 năm con. Cái này vô tư chị em mình đi dạo giá được mà. Vô tư dạo giá con này được 49.000 năm con. Nha, lên mã chip 49 cho Nguyên là được. 5 con. Chị em mình mua 2 set để dành mà. Trời mưa này đến là lau khô ấy. Lau khô, mua cả chục này về dùng. Chip xịn mà, chip đẹp mà. Rồi nhá, 49.000 năm con. Ok nhá, em chốt đơn hết rồi đó. Nè, chị em mình nhìn cái bảng màu nè. Như thế này không chốt nữa chốt cái gì. Ai chưa có cái này lên đi chị em mình ơi. Nha, chị nào chưa có cái bảng màu nó đẹp lắm. Em lên chị em mình cả tắt bé. Có cái mã tắt này về đẹp. Về đầy rồi nè. Nó quên. Mua cả chục đi chị em mình, em thiệt em khuyên mua cả chục đi. Diễn con em khuyên nên mua cả chục đi chị em mình ơi. Bảng màu nó đẹp lắm như thế này. Đó, lượt lại phát để cho chị em mình xem phát này nè. Gì con? Thế em lượt lại phát chị em mình coi cái bảng màu này. Nhìn nè, nhìn cái màu này. Đấy, nhìn nè. Chị em mình, đây em dơ lên nè. Quần này mặc mau khô. Dạ, mà hay không à. Cảm ơn chị Lương Cửu nhá. Chị Lương Cửu mua chiếc nhiều lắm nè. Rồi nha, chị nào lấy cái này lên luôn dùng Nguyên nhiều, chị không chưa dùng tới đâu mà cứ thái Nguyên về là mua. Khách nhà Nguyên cứ thái Nguyên về là mua, nhiều khi là chưa dùng tới luôn ấy. Nè, nhìn cái bảng màu nè, đẹp cả 10 nè. Cái này tầm khoảng 6, nếu như maximum là 65kg thôi. Kéo này chị em mình, không to mang cũng được, to nhỏ gì mang được hết. Ai lấy cái này lên luôn dùng Nguyên nhé. 49.000 năm con. Mua 2 set đi, em thiệt. Qua nha chị em mình ơi. Hắn có ít quá nên là Nguyên mới tách 5, bình thường không tách 5 đâu. Ít quá mới tách 5, chịu khách tách 5 thì sự ra mà để tách 5 thì tiền bao bì, tiền chốt đơn nữa cũng vô đó mất tiêu rồi. Ok nhá, có hết rồi. Nha, qua nha, chị nào lấy chip lên chip cho Nguyên 49.000. Hẳn 5 con. Hẳn 5 con. Ok nè. Có cái mã tắc nữ này đẹp lắm vậy mình mới về sau. Mới vừa về sau. Đây em lên chị em mình tắc nữ nè. Đẹp lắm luôn đó chị em mình ơi. Trời, hôm bữa giật mình.
5 chip rồi, ok lắm, nay 5 chip rồi thôi. Cảm ơn chị Hiền Nhiên Nguyễn nhé. Bắt đi, đi dành mà mang. Cứ lên 5 con hoặc 10 con chung rồi được. Đây, con này thì ai nhanh có. Sao? Chip nam em còn nhưng đang lẻ tẻ linh tinh lắm chị. Để lấy ghế, đang lẻ tẻ linh tinh lắm. Đứng lại. Lấy ghế này nè. Chị Thanh Thúy Nguyễn đây hôm bữa xả đơn. Hôm bữa gom biết xong xả rồi. Này dạ mình nhìn nè. Hôm bữa em lướt mà em giật cái mầm luôn. Không phải trong phòng ấm. À cứ học. Nhìn màu này, nhìn kiểu đẹp chứ dạ mình. Con màu đẹp. Tắt nữ nha chị em mình ơi. Chị Trúc bỏ lên cả địa chỉ trên live cho em. Lên cả địa chỉ trên live cho em. Chị cho coi xíu tivi, tôi không có coi điện thoại nữa. Có rồi đấy Nguyễn Việt Trinh ơi. Có rồi ở nhà Nguyễn Trúc rồi đấy. Có rồi đó. Này chị em mình nhìn nè. Đẹp cực kỳ luôn. Hôm bữa Nguyễn Việt cái mình là người ta đang sỉ á. Mã kia, mã tắt gấu kia là nó mỏng hơn nha. Mã này là mã dài như vậy mà nói. Mà người ta đi là 109.000 người con. Gì? Ra chào nhanh đi. Con là ghé hả? Chào mấy cô làm xong rồi ghé nè. Chào là sao? Cái điểm này bán hàng với con ngồi lên nữa rồi làm sao bán hàng được? Không bán hàng được rồi lấy tiền đâu. Thấy không? Thấy mày làm việc nhiều không? Không nhưng mà không đem được. Ok chị Duyên lên. Thế sao con ngồi đi mẹ đứng? Được không? Được chưa? Được chưa? Ngồi sau đủ, mông mày to lắm. Ok. Mông con nhỏ. Ok. Đấy chị em mình ơi. Em giật mình là người ta đang đi 10 con mà giá 109.000 mà đi sỉ. Sỉ 109.000 10 con mà chị em mình nhìn. Đây. 5 đôi nhá chị em mình ơi. Em đi 5 đôi thôi. Vì người lớn mình không có cần mua nhiều, không cần cả mua cả chục, cả 20 như bác. Cái này em tách 5 đôi thôi. Em tách 5 đôi nhé chị em mình, thích mua 10 thì 10, 10 thì sẽ có lập nha. 10 thì sẽ có lập vì đóng cái này một lố 10 nên là mỗi màu là 2 đôi nha. Em đi chị em mình 39.000 5 đôi. Phải là chị em mình đi mua 15 18.000 đôi không? Cứ lấy mã tắc nữ, cái này ghi một bì một cái nha. Trong mã tắc nữ trông được, tao chụp lại được. Nha, trong mã tắc nữ 39.000 và 5 đôi tắc. Dạo Facebook. Nhà nào bán chị em mình là 39.000 5 con. Em lãi được mấy nghìn nữa chị em mình nè. 4.000 5.000 chứ mấy. Mà đi là đi, hồi nào cũng đi số lượng nhiều á. Đi 4 đến 5 nghìn. Một sáng này lại 4, 5 nghìn thay. Bình thường là chị em mình này nên là một đơn. Một đơn chị em mình mua mấy món nè. Ví dụ như chị em mình mua 5 món, 6 món, em lời được 20 nghìn, hai mấy nghìn. Là như thế, em chủ yếu là em chạy số lượng là một. Không bất cái gì đó. Hàng mới của mẹ đấy nha. Không có bất cái gì trong này nha. Dán mà. Dán rồi mắc cái tát rồi cô kêu hàng cũ sao. Không được, không có bất cái hàng mới đâu. Rồi nhá, chị nào lấy cái này lên mã tắt cho được. Hàng mới nên mà con không được ấy cái này, để cho mẹ bán hàng. Muốn ngồi phải đường hò, tử tế. Rồi cho nguyên con này nhá, tắt người lớn chợ, tắt bé em cũng có. Này, mình đi mua mười mấy nghìn đôi. Cái này mua mười mấy nghìn đôi. Chị em mình cứ lên đi, nhà em chốt đơn hết rồi đó. Mua hẳn mười mấy nghìn một đôi mà giờ mua bao nhiêu tiền? 39.000 năm đôi. Hay mua cho cả mình, nếu như mà chị em mình có con gái lớn mua hẳn 10 đôi, hai mẹ con cùng xài. Đấy, dài đẹp 39.000 năm đôi. Không quá là rẻ luôn. Em chạy với trẻ mình là trẻ mình yên tâm về giá luôn ấy. Nhiều khi là em lên mà khách không cần coi giá đâu. Rẻ hơn ngoài thị trường bao nhiêu tiền? Nửa tiền như vậy ông ơi. Không 39.000 người ta bán mấy? 109.000. 109 mà đi sỉ. Đi từ 2 set là 99.000 trời. Một set trên 70.000. Mặc đồ xấu nhí mình đi mặc đồ xấu á. Rồi cho em qua nhé. Thế giờ làm sao? Giờ làm sao? Nhí mặc đồ làm sao? Đồ đẹp chứ, đồ xấu kìa. Đồ nó đẹp à? Đồ cũ á. Rồi nha, em qua nha. Giỡn à, tắc nam em có. Tắc nam thì có, tắc nam có cổ. Cũng như thế chị nhân lên. Em không có lãi nhiều đâu. Chị em thích mua mấy đôi cũng được, 5 đôi. Giờ chị em mình mua 5 set giá khoảng như thế này. Có chứ. Giờ chị em mình mua 5 set cũng như thế này, không có giảm giá nha, em nói thực sự luôn ý. Em chơi rất là ít, gọi là giá là về phục vụ thôi, để đi kèm thôi. Chị em mình mua quần áo kèm thêm mấy cái này, chị em mình đi ra ngoài khỏi đỡ. Khi mà mình đang có cái nguồn rẻ như thế này, nguồn đẹp như thế này thì nhập về cho khách. Đấy, nên là cái gì em cũng quơ về hết trơn ý. Cái nào đẹp và rẻ là em quơ về hết á. Từ nam chứ nữ, từ bé chứ lớn gì em quơ về hết á. Được chưa, em qua nha, đẹp lắm. Qua hết, qua hết, qua hết.
Rồi nha, qua nha, ai lấy cái này lên luôn dùng mã tắt chung là được. Đẹp, đẹp, rẻ. Tính ra chưa tới 8.000 một đôi. Khi là chả mình đi mua 15.000 đôi. Nhưng mà ơi. Rồi qua nhá, tắc nam em có. Tắc nam em có. Rồi nha, ai lấy cái này lên mã tắc nữa cho em đi. Đẹp. 39.000 năm đôi. Nhiều nhiều à. Dạ tắc người lớn. Trẻ mình để ý mấy chỗ mà nó order á, order á, khách girl mà order á là toàn ấy, rẻ không là 85-89.000 là gọi là giá rẻ. Tắc cổ dài có luôn, từ từ chọn xem. Rồi qua nha, ai lấy tắc, để em đi bóc tắc nam. Để bóc tắc nam. Rồi nhá, chị nào lấy cái này lên luôn dùng nguyên nhá. Để đi bóc tắc nam chị em mình cổ cao còn có. Đây chị ơi, mấy cô mà con sáo á, mấy cô không thích, mấy cô không mua hàng nữa đâu đó. Là không mát nhiều rồi. Mát ai? Mấy cô thảo mát hai rồi. Nhiều người. Không mà con ấy mấy cô không thích, mấy cô không mua hàng nữa đâu đó. Mà không có tiền đâu mà mua bán mua kẹo rồi đó. Rồi chỗ cho mẹ ngồi được không? Cô duyên quá, con gái ngồi gì lạ kỳ á. Này. Đừng hạn chế cười đi, răng xấu quá. Xích qua cho mẹ ngồi nè. Xích qua bên này cho mẹ ngồi, hạn chế cười đi. Răng gì mẫn hư hết trơn mà cười miết. Thôi mời lên địa chỉ số điện thoại nha. Chị Thoa mà lên địa chỉ, đây tắt nam đi chị em mình nè. Cái này em nói nè, cái nhiều kiểu chữ lắm, ví dụ đát hoặc nai. Cái này em đi chị em cổ cao nè. Đát hoặc nai, đấy. Anh Nam bảo khi em để em trước nhà, mấy anh Nam tới lấy đồ. Mấy anh nào mà tới lấy đồ cho vợ ấy, kiểu dựng phát cả lố thế này. Hỏi bao nhiêu em nói là 15.000. 7 nghề nghiệp chị em ủng hộ để nguyên cấp được. Ôm hàng đẹp giá siêu đại. Cảm ơn chị Lương Cửu nhé. Thầy giả mà nhìn nè. Đây mấy anh nam tới lấy đồ cho vợ ấy. Thì là hỏi là bao nhiêu em. Cái này cũng bán luôn thì em bao nhiêu em nói là 15.000 thôi. Ồ sao rẻ thế. Phát luôn cả một lố này là 12 đôi, phát nguyên cả lố luôn, không nói điêu, phát luôn cả lố luôn. Rẻ thế thì bình thường mấy anh mà mua cái đôi này rơi vào 32-35.000 một đôi. 32-35.000 một đôi. Em đi chị em mình combo, cái này em đi 5 đôi nhé. 10 đôi tắc nữ 70 đó. 10 đôi sao 70.000. Đây 10 đôi vẫn là 39 nhân 2 lên. 10 đôi vẫn là 39 nhân 2 nha. Riêng giờ chị em mình mua 5 set, 10 set gì cũng như nhau hết. Rồi tiếp luôn dùng nguyên con này là tắc nam nè. Tắc nam em đi chị em 5 đôi. Hôm nay em đi chị em 69.000 5 đôi đi. Đã rẻ này là rẻ hơn nữa. 69.000 5 đôi đi. Đợt này là về máy tải luôn ấy. Máy tải là tắc nè, là chip nè, là ngực nè. Toàn bộ là đồ nhỏ không á. 3 tải, 4 tải. 4 tải nó rất là nhiều. Cái này về tại vì là em có cả sĩ nè kìa. Đấy, nhưng mà chị em mình tranh thủ đi vì chip đồ là về nó nhanh hết lắm. Chip về rất là nhanh hết. Đấy, chốt mã này là mã tắc nam chung là được. Em đi 69.000 5 đôi luôn. 69.000 và 5 đôi tắc tính ra 13.800 một đôi. Tắc bé trai có, cái gì cũng có, em nói cái gì em có hết. Cái gì mà đẹp và săn được hàng đẹp, hàng rẻ là em mua hết về. Nha, cái này em đi 5 đôi, tắc cổ cao nhé. Nay em đi chị em 69.000 5 đôi. Đợt này là được giá siêu rẻ hơn, đi nhiều. Cái nào không sai vậy ơi, giảm nhiều lắm. Giảm nhiều nhá, giảm nhiều. Lên mã tắc nam cho mà được. Em đi 5 đôi 69.000. Tắc nam nhá. Tắc nam là 5 đôi 69.000, tắc là để riêng nhá. Cái nào cũng tắc để riêng nhá. Tắc nam cho nguyên 5 đôi nhá, 69.000. Cái này thì không chọn màu nhá, nhà em mix màu không này. 5 đôi 69.000 cổ cao. Cái này các kiểu chữ nó có thể là chữ đáp, có thể là chữ nai nha. Có thể là Puma. Im con. Cái gì mà con tối nay con lòng vòng rồi này, biết làm sao mày bán ăn được. Ngồi. Rồi nha, ai lấy cái này lên luôn dùng em nhé. Tắc nam chung là được. Tắc nam. Tắc nữ em mới lên rồi đó chị. Tắc nữ 39.000 5 đôi. Tắc nam thì 69.000 5 đôi. Rồi nhá, nguyên qua nha. Chị nào lấy cái này lên luôn dùng em nhé. Nha, comment mã tắc nam chung là được. 5 đôi tắc, giá đi chị mình là 75.000. Ôi lộn, sorry. 69.000 5 đôi luôn.
không mua bài sát nữa thì mua cái gì? Em nói thiệt sự luôn, em đi giá vậy mình yên tâm, khỏi phải lăn tăn gì hết nha. Chị nào lấy tắt lên tắt chung là được, còn em mã tắt chung đi. Em nói nè, ở đây có rin vô cái set tắt bé rồi hả, con bớt lăn xăng đi. Không không, em không cho lọc màu đó chị, em không cho lọc màu, mình ok là mình lên, em không cho lọc màu nha. Tắt em không lọc màu, em không một lọc một màu nào hết. Bên nữ à, hồi trước là tắt nữ à, trước là tắt nữ 69 là tắt nam, và giờ là tắt bé chị mình, giờ là tắt bé mà em đi chị mình mà tắt bé trai trước. Tắt này tại vì khách thích cái này, em chịu ấy thêm tiền. Cái này trước giờ chị mình xanh tranh thủ xăng trước nè, còn vài hôm nữa khi mà cái này hết rồi là bên nhà em biết biết vô luôn rồi, chứ không có chợ riêng cái tắt siêu nhân này riêng đâu nha. Ok, tắt siêu nhân cho bé này chị mình ơi, lên mã siêu nhân cho mình là được, tắt siêu nhân nhé. Đây phải chị em mình mua 75 với 79 nghìn năm đôi không, là hàng này đây nè. Con ngược đường hoàng cho mẹ ngồi xíu đi nhé, mẹ đứng cả trưa như thế này làm sao mẹ ngồi được này, bực mình á. Đang mặc có nè, con chặt mà biết con lớn mà, biết con lớn mà, mà biết con đo không rồi, mới con có tắt nam gót không là sao, biết con lớn với mẹ giờ, biết con to với mẹ giờ, có cả cổ cao có cả cổ thấp nha. Ai ưa lái cái gì rồi lấy mã tắt bé cho Nguyên. Không trắng nó chống trượt là chống trượt riêng, không có siêu nhân này, không có dòng chống trượt, siêu nhân không có dòng chống trượt. Rồi đây này chị em mình nè, lấy mã tắt siêu nhân cho Nguyên, tắt siêu nhân nhé chị em mình, kèm cho Nguyên là tuổi và kèm cho Nguyên cả số ký. Siêu nhân nhưng mà kèm tuổi kèm số ký cho Nguyên nhé, riêng siêu nhân chị em mình phải kèm tuổi và kèm số ký cho Nguyên nè, kèm tuổi và kèm số ký này chị em mình ơi. Đi mua mười mấy nghìn đôi tiếc chưa, đừng có bé giờ tối nay mẹ không thích thích em luôn á anh em này, em không ngoan xíu nào hết á. Ok chị Hoàng thấy chị em mình ơi, em nói này, cái này chị em phải lên kèm cho Nguyên là tuổi và kèm cả số ký cho Nguyên, kiểu đâu đó kẹp bà ở trong bí bà. Cảm ơn, mã này là mã siêu nhân cho Nguyên nhé, kèm tuổi và kèm cho Nguyên cả số ký. Em đi luôn chị em mình 39.000 năm đôi, 39.000 năm đôi, khi chị em mình mua 75.000 năm đôi, 79.000 năm đôi. Em đi chị em 39.000 năm đôi nha. Chị nào lấy cái này lên mã tắt siêu nhân nha, siêu nhân có một loại cổ này thôi chị, chỉ có mỗi một loại cổ này thôi, mình chốt thì chốt nha. Đây lên mã siêu nhân kèm cho Nguyên tuổi và kèm cả số ký, siêu nhân kèm tuổi và kèm số ký cho Nguyên là được. Cái này cho mấy đứa học cấp 1 thôi nhé chị em mình ơi, tầm mấy đứa học cấp 1 thôi. Lên mã siêu nhân nhé, cái này chụp lại nha, lên mã siêu nhân cho Nguyên là được, siêu nhân kèm tuổi và kèm số ký cho Nguyên là ok nha chị em mình ơi. Lên mã siêu nhân kèm tuổi và kèm lên cho Nguyên cái số ký nhé chị em mình nhé. Bé gái em có chứ, gái có chứ, cũng 39.000 năm đôi, gái thì cũng có nhiều mẫu lắm rồi nha. Chị nào lấy cái này lên siêu nhân 45kg không, tầm khoảng 35kg á chị. Khách có đơn kèm cả thông tin cho em nhé. Siêu nhân kèm tuổi và kèm số ký cho Nguyên là được nha. Ai lấy cái này lên mã siêu nhân cho Nguyên là ok, kèm tuổi kèm số ký, giờ dễ mình mua đi. Còn vài hôm nữa là yêu cầu siêu nhân là không có đâu, khi mà nó về có số lượng nhiều xíu là em like riêng một mã này, riêng một mã này cho dễ mình này. Còn vài hôm nữa hết rồi á là bắt đầu là không chồng máu, không có chồng máu. Tắt bé gái 2kg có, à quên lộn, lớp 2 có, có chị. Cái gì á chị Lưu Duyên Lê ơi, nha chị nào lấy siêu nhân cho Nguyên kèm tuổi và kèm cho Nguyên số ký, bé trai nhé. Bé gái em đi riêng, bé gái em đi riêng á, em đi một mã nữa rồi em chuyển mã đồ như vậy mà nó mã quần áo nhé, đi một mã nữa rồi chuyển mã quần áo. Rồi chị nào lấy cái này cứ lên luôn dùng Nguyên nhé, siêu nhân khi mà nó về được số lượng xíu chị em mình tranh thủ chút. Ok rồi em qua hết chị Từ anh ơi, lên lại thông tin trên like cho em, lên lại địa chỉ, lên lại số điện thoại luôn trên like cho em nhé. Đây em đi bóc cái tắc bé gái như vậy mà nhặt, đừng con đừng có ấy là té đó, cái năng mà lì lì đấy. Con mời ghé em đi lại đi lấy tắc bé gái dùng lại đi. Nói chị lý, nói với cô lý. Xin chào mấy cô. Xin chào mấy cô, hôm nay con like. Hôm nay con like món gì? Con like hát cái này.
bao nhiêu tiền? 100 ngàn. Đấy, 100 ngàn. 100 ngàn à? Rẻ quá. Nhiều mẫu lắm chị em mình ơi. Có nhiều mẫu giống nghe bạn. Rất là nhiều mẫu luôn. Rất là nhiều mẫu rồi. Cái này có nhiều mẫu vậy trời ơi. Nhưng mà cái này cũng nhiều mẫu nha. Cái này bắt được con mẫu. Nhiều mẫu lắm. Nhiều mẫu vô tay lắm. Nha, trẻ mình cứ lên. Trẻ mình thích bé gái đây nè. Em lên. Nhưng mà nhiều mẫu lắm. Không chọn mẫu giùm em nhé. Gái có chống trượt à. Chống trượt em bán riêng. Nha, chống trượt thì nó đắt hơn xíu vậy em mình ơi. Gái này cũng rất là nhiều mẫu. Thôi ai thôi cho không chứ không bán đâu. Nhiếp là cho không chứ không bán đâu. Nhiều mẫu lắm. Quá tắt. Cho con được không? Ui. Tắt bé gái là nhiều kiểu lắm. Trẻ mình cứ lên tắt gái cho Nguyên nhé. Cho con màu hồng. Cái này nhỏ lắm, con không vừa. Cái này size nhỏ nhất rồi con không vừa. Cái này thì em đi trẻ mình cũng 39.000 năm đôi nhé. 39.000 năm đôi. Cứ lên mà tắt gái cho Nguyên là được. Đến 2 tuổi vô tư. Trẻ mình cứ lên mã tắt gá cho Nguyên nhiều mẫu. Làm chi tự nhiên cái đồ của người ta bán rồi kêu người ta vô giếng. Chào ơi. Bữa nay mình có nhiều đồ. Mẹ đau đầu lắm Nhiếm ơi, từ từ để cho mẹ bán hàng đi. Đi vô phòng đi. Rồi cho Nguyên bán nhanh. Cho con coi bán đi. Rồi nhá, chị nào lấy cái này lên luôn giùm Nguyên nhá. Comment mã tắt gá cho Nguyên. Hồi nãy là tắt trai, giờ là bắt đầu tắt bé gái nè. Giờ bắt đầu tắt bé gái nè. Rồi lên luôn dùng mã tắt gái kèm tuổi và kèm cho Nguyên số ký thì chị em. Ừ, hết pin rồi. Tắt gái kèm tuổi và kèm cho Nguyên cả số ký nữa chị em mình ơi, phải có số ký rồi nha. Tắt gái kèm tuổi và kèm cả số ký cho Nguyên là ok. Nha chị em mình ơi. Kèm tuổi kèm số ký nó nhiều kiểu lắm, nhiều kiểu đẹp lắm. Ai lấy cái này cứ lên luôn dùng Nguyên có cả to nha. À cái này tắt nữ rồi. Tắt nữ có cả tắt thần như này. Thôi này để lên sau để lộn khỏi tóc mã tắt kia tắt đó. Rồi nha, qua hay. Nha chị nào chưa có cái này lên mã tắt nữ. Ông quên lộn tắt gái cho Nguyên. Tắt trai có, tắt gái có. Đấy, qua nha. Qua nha chị em mình ơi. Ai lấy cái này lên mã tắt gái cho Nguyên là được. Kèm cho Nguyên tuổi và kèm cho Nguyên cả số ký là ok. Cái mã này nè. Mã này em còn được một ít cho chị em mình ơi. Em lên luôn nha. Con này em chạy chị em mình giá siêu siêu rẻ nè. Tắt trai hồi nãy em lên cái mã siêu nhân đó chị Hương Hương. Mã siêu nhân nó cũng 39.000 năm đối. Vô nhà Nguyên thì khỏi lăn tăn về giá đi. Thích cái nào chốt cái đó đi chị em mình ơi. Thích cái nào chốt cái đó đi. Yên tâm em bao giá luôn chị em mình. Bao giá luôn. Chạy chủ yếu là chạy lấy số lượng làm lời thôi. Đây là chị em mình mua gần như chị em mình mua được giá sỉ. Rồi. Á mặt à, ở đâu hề? Đây. Nhưng mà từ từ. Em lên cái mã này đã. Từ từ em lên cái mã này đã rồi lên áo em mang sao, sao còn ấy. Cái mã này chị em mình nên mua đang vô mùa. Mà em hết rồi đây này. Đang vô mùa mà em hết lên rồi nè. Hết nha, hình như là còn 50-60 mà chị chưa không biết chị dặn bao nhiêu. Chị dặn bao nhiêu là em cũng chưa dám like. Em còn ít em lên trước chị em mình hai cọc này, tạm hai cọc này là nhá. Nè. Len dài tay nha chị em mình ơi. Cổ của nó là dòng cổ 2 phân 3 phân ấy. Đang vô mùa chị em mình mang con này rất là sướng. Chị Hào Hào có mà. Có nhà Nguyên chụp hết rồi, hết đơn rồi. Có đơn hết rồi, in bill hết rồi đó. Mai soạn thôi. Mai là soạn đơn thôi. 40-60 gì mang ok hết. Cổ của nó là cổ 3 phân. Len dài tay. Ok chị em mình cứ lên luôn dùng Nguyên tắt trao. Chị ơi chị Phạm Hằng ơi lên cho Nguyên cả số ký nữa. Lên cả số ký nữa chút cho nó ok nhé. Này, comment lên luôn dùng nguyên con này. Em đi luôn chị em mình con này 59.000. Con này thì đủ rẻ cho chị em mình ơi. Mỗi màu được có vài cái thôi em lên nhanh thôi nhá. Chị kia chỉ dặn nữa em cũng không biết là lấy số lượng bao nhiêu nên là không dám bóc. Mà khách nhà em thì cứ hỏi cái này. Nhận hàng con này về hỏi cái này. Cho nguyên con này nhá. Đây tạm đi chị em mình hai cọc này đã. Đi chị em mình con này 59.000 này. Chị em mình nhìn cái độ giãn của nó này. Giãn vô tư, giãn thoải mái hết. Cho nguyên con này nhá. Chị nào lấy tắt cứ lên tắt đi rồi em lên chị em mình cái mã này. Nha, len cho Nguyên dài tay. Cắt của nó vừa phải không quá dài.
mùa này mang chị em mình mang quá là ok. Trong nguyên mã này là mã len kèm màu, em sẽ đọc cái màu đen với đỏ đô à. Đen đỏ đô cho chị Hào Hào. Đen với đỏ đô chị Hào Hào. 59k con nhé. Có ra mấy 8 à. Ra hình như còn, em chưa soạn ra. Có ra chống thấm rồi, mấy hôm nay cũng khách hỏi tùm lum ấy, mà cũng chưa soạn ra được. Rồi nhá, cho Nguyên con này màu bò này. Màu bò cho Nguyên nè. Màu nâu nè. Màu xanh cổ vịt nè. Màu trắng, màu kem và màu vàng. Màu hồng nữa. 59.000. Ok nhá, chị em mình cứ lên tắt đi. Chị nào chốt tắt thì cứ lên tắt cho Nguyên đi. Rồi em đi chẻ mình mã này luôn, nốt luôn chẻ mình con này giá đi, chẻ mình 59k con. Lên dài tay cổ ba phân. Đi có 59.000. Để không chẻ mình thôi. Đó, chị nào lấy cái này lên mã này là mã lên trắng cho Nguyên nè. Màu trắng, màu sữa ấy. Màu gạch nè. Màu nâu nè. Màu nâu nè. Màu cổ vịt nè. Màu vàng chị Nguyễn Thiên Vy nè. Màu vàng nè, chị Nguyễn Thiên Vy nè. Màu trắng nè. Và màu hồng. Cái này nha. 59.000, chị Hào Hào. Rồi nha, ai lấy cái này lên luôn dùng Nguyên đó. 59k kèm màu cho được. Chị em không cần hỏi bao nhiêu ký vừa hết. Nó giảm vô tư, giảm thoải mái. Giảm vô tư, giảm thoải mái chị ơi. 40, 60 gì mà ăn ok hết. Chị ơi chốt chuẩn giùm em đi chị ơi. Em đọc như này, chốt chuẩn giùm em đi. Còn không là bỏ qua, bỏ đỏ ra nhé. Trắng với đen. Bỏ một con của chị ra đi. Bỏ vàng ra đi. Trắng với đen cho chị ra ha. Ai, vàng quay. Trắng với đen, vàng của chị Nguyễn Vinh Vy. Trắng đen thì da ha. Trắng đen thì da ha. Da ha. Vàng với trắng cho chị Hương Hương. Vàng trắng cho chị Hương Hương. 59k con. 59k con cho chị Hương Hương. Có màu xanh cổ vịt này đẹp thế chị không mua. Ok tắt này. Cho chị kem cho chị Như Cẩm Nguyễn. Kem chị Như Cẩm Nguyễn. Như Cẩm Nguyễn. Như Cẩm Nguyễn. Đen đang hết rồi chị ơi, hết đen rồi. Cộng hết đen rồi. Hết đen rồi chị. Hết vàng luôn. Hết đen hết vàng luôn. Xanh cho chị Hào Hào. Hết đen hết vàng. 40, 60 chị. Hết xanh hết vàng nữa chị em mình ơi. À quên lộn, hết đen hết vàng nhé. Em còn màu đỏ đô nè. Màu đỏ đô chị em mình chút chuẩn đổ qua đổ về không chút nha. Màu nu này cũng đẹp chị em mình ơi. Màu kem. Màu hồng. Màu kem chị Nguyễn Minh Hiếu. Kem Nguyễn Minh Hiếu. 59 con con. Rồi màu nâu cho Nguyên. Màu nâu nhé. Màu bò. Màu bò. Màu nâu. Đấy. Màu xanh. Xanh vịt này đẹp lắm. Xanh vịt cho chị Nguyên Trương. Nguyên Trương. Màu hồng cho chị Hoàng Thị Không Gió. Hồng cho Hoàng Thị Không Gió. 59k. 59k. Rồi em còn từng này màu nó là hết. Không chị ơi. Đen dài tay màu trắng. Hết luôn rồi. Hết trắng luôn rồi. Còn từng này màu thôi. Không có cho bé đâu chị. Cái này không có cho bé. Rồi. Nguyên qua nha. Chị nào chưa có cái này lên nhanh tay cho Nguyên nè. Hồng với nu. Hồng có, nu có. Cho chị Lan Chuột. Trắng hết, nu hết chị ơi. Em còn nè, màu nâu. Màu xanh vịt. Màu bò, mấy màu đẹp thì chị em không chốt. Màu bò và màu đỏ đô. Đấy, đừng lấy màu nữa hết. Ai lấy cái này nữa lên luôn dùng Nguyên. Xanh vịt cho chị Kiều Hiền. Xanh vịt Kiều Hiền hết xanh vịt luôn. 59.000 thôi. Kiều Hiền. Lên thông tin cho em đi nha, lên địa chỉ, lên số điện thoại luôn cho like cho Nguyên nha. Rồi nha, ai lấy cái này nữa lên luôn dùng Nguyên nhé. 59k, nâu hết luôn rồi chị. Còn màu nâu. Còn màu nâu. Cái hàng này nhập 105 nè, còn máy sát, em bán tặng luôn. Nên ghi lê hình như là hết rồi. Con này nhập 105 nè chị em, em bán tặng luôn con này nhé. Form này chị em để 60 vô tư, lên cọc tay mà lên của nó lên 2 da luôn. Tay cọc nhé, lên mã nail con này hôm bữa. Gió nam tối nay em không lên. Màu bò, màu bò, màu bò, màu bò cho chị Lam Chục. Màu bò chị Lam Chục. Rồi cho Nguyên con này, cho nail cho Nguyên cái hàng này một nhập 105 này. Đấy. Cho Nguyên con này lên mã nail lên 2 da 40 60 màu ok. Bò nu cho chị Nguyễn Thiện. Không còn con nào hết. À bò thì có cho chị Nguyễn Thiện, không có nu nhé. Còn màu nâu và màu đỏ đô thôi. Nâu và đỏ đô 59k con. Rồi cho Nguyên con này, cho nail cho Nguyên nhé. Con này siêu siêu rẻ, em đi chạy mình nốt con này 60.000 luôn. 60.000 con len này, nó dài lắm nha chị em mình ơi. 40, 60 gì mà ăn ok hết. Còn được mấy con. Bán tặng nốt luôn nha. Khoác len nào, khoác len. Khoác len mã nào ta. Len mã nào em hè. Rồi nhá, chị nào lấy cái này lên luôn dùng mã nail chung em nhé. Còn được mấy con. Đi nốt luôn chị em mình con này 60.000. Không thể nào đi nhập ra được rồi. Cái nào vẫn cần lẻ tẻ mấy con rồi là đẩy luôn cho nó gọn. Nó qua mẫu luôn cho nó dứt mã luôn á. Trong nguyên con này nhá. Len mã len, chị nail.
Này em về số lượng nhiều, giờ toàn từng này con. Đi nói luôn chị mình con này 60. Chị nào lấy nail 60, chút nail 60 cho Nguyên ok như vậy mình ơi. Nail 60k, lên mã nail 60 chung là được. Ê, còn mấy con này cũng đẹp nè. Mấy con này cũng đẹp, em lên luôn chị mình luôn. Nha, ok nè. Chị từ anh nè, 60.000. Cái chị Bích Đào Nguyễn Thị quá là rẻ luôn chị mình ơi. Chị Bích Đào Nguyễn Thị quá rẻ luôn tối nay. Nha, rồi tiếp chị nào lấy mã đó lên luôn dùng Nguyên nhé. Cái này có gì đây, có gì à? Cái gì mà nhìn xinh xinh đây không biết nữa. À, con này 105. Chị Vũ Trang chúc đơn like hả chị? Chị chúc đơn like hả? Ê ôi con này. Trời ơi con này ai ai nhận hàng về kêu đẹp hả? Ui váy len. Váy len cho Nguyên. Bỏ nail cho chị Nguyễn Thiện ơi, lên địa chỉ luôn trên live cho em. Lên cả địa chỉ trên live giùm em đi chị Nguyễn Thiện ơi. Lên hẳn địa chỉ trên live cho Nguyên nha. Trời ơi. Váy len nhá. Form này 60 vô tư luôn. Cái này con cái em đi dạy em con này 95 nha. Váy len nhá. Cái này dòng váy sung nha dạy mình ơi, 60 vô tư con này. Váy sung, váy len đó, đi 95 nghìn. Chị nào lấy váy len 95 nha. Đẹp chưa? Con cái. Xót lại đường cái. Cái này là hàng lẻ rồi nè. 40, 60 gì mang con này ok hết. Dặn váy sung nhá. Mà đẹp đẹp là chị nào to to bút bút mang con này càng đẹp nha. Trong con này lên mã váy len 95.000 váy len có 1 cái. Chị nào lấy váy len 95 chút luôn dùng là ok như vậy. Mình cái này có 1 cái. Dài tay. Dài tay. Cổ no cổ trụ con này em đi chị anh 79k luôn còn cái. 79k nhà Nguyên toàn hàng new nhá. Khi này đã like qua rồi là rớt mẫu loại thứ cái. Và giá này giá bán tặng. Trong con này 79k 40, 60 vô tư luôn chị. Mình nhìn cái độ giãn của nó này. Lên mã sọc 79k chung là được. Mấy con này mang xứ. Cái này giờ vài hôm nữa lạnh kia. Váy len chị Thi Trần. Chị Nguyễn Thiện có rồi á chị lên địa chỉ luôn trên live cho em đi. Có số điện thoại lên cả địa chỉ luôn trên live giùm em với. Rồi cho Nguyên con này à, sọc em đi chị em 79k. Sọc 79 có 1. Chị nào lấy sọc 79 chốt, sọc 79 cho Nguyên là ok. Sọc 79.000. Chị nào lấy sọc 79 chốt nhanh tay cho Nguyên đi. Ôi. Thì chị em mình à, nhìn xịn xò lắm. Màu đỏ đô nhé con cá. Form này form to, form này 60 chị em vẫn mau ok. To 60 vẫn mau ok nhé. Nhìn nè. Đấy, cho Nguyên con này đỏ đô, em bán tặng chị em con này 79k luôn. Hàng này chị em mình đi mua trăm mấy nghìn. Trong mã đỏ đô cho Nguyên nhé, 79k. Coi đẹp nè, xây mờ cho phong nó to lắm. Nha, chị nào lấy đỏ đô, cầm em đỏ đô cho là được, có 1 cái. Đỏ đô nhé, có một cái đỏ đô, chị nào lấy đỏ đô, chút đỏ đô cho Nguyên là ok. Nha, còn được mấy cái nè. Rồi tiếp luôn dùng Nguyên con nè. Lên mã tim. Lên mã tim cho Nguyên lên 2 da nha chị em mình ơi. Sạp cho chị Tuyết Mai. Tuyết Mai. Sao chị Tuyết Mai. Ok chị Tuyết Mai. Tim cho Nguyên nhé. Eo cái này trẻ trẻ nhé vậy mà nó. Đã đôi cho Lam chục 79. Cái này trẻ trẻ xíu nhé. Cho Lam chục. Cái này trẻ trẻ xíu. Còn mà lớn tuổi chị em mình không mang được lửng. Chị em mình đừng chốt con này dùng Nguyên nha. Ai mà không mang phong lửng được đừng chốt con này. Cho Nguyên con này 95.000. Xịn đẹp hàng niêu nha. Nhà Nguyên không chạy hàng si như vậy mình ơi. Em nói trước cho Nguyên con này. Cho Nguyên mã tim. Tim 95.000. Cái chị Như Hải Trương. Như Hải Trương 95.000. Cái này còn lại tản hảo anh xe ra. Như Hải Trương 95. Như Hải Trương 95. Rồi có một con này 105. Một con này 105. Trong nguyên con này lên mã lên khoác này. Khoác đen. Cưng lắm. Khoác đen 105. Toàn bộ cái táo cái gì ta? Cái này táo ở cho ra gì đây? Theo hết nhá. 40 60 mau ok. Lên mã khoác 105 còn cái. Khoác 105 còn một cái khoác 105. Thì nào lấy khoác 105 comment nhanh tay cho Nguyên là được nha chị em mình ơi. Cái này là bộ da cá tàu dài tay này. Hàng 1-2 năm của Nguyên nha. Mà còn đây lẽ tải được mấy bộ. Em bán tặng luôn chị em mùa này luôn. Mỗi màu còn bộ thôi. Nhìn nè. Da cá tàu nha. Rồi dài cộn cộn cơm luôn. Trơn thôi, không có họa tiết nhá. Con này em đi nó luôn chị em 79.000. Rẻ hơn bộ đùi. Đang đi 79.000 thì rẻ hơn một bộ đùi thì chị em mình ơi, ai nhanh có nhé, có 5 bộ thôi. 5 bộ thôi. Chị nào lấy cái này lên luôn dùng bả 79k 40 60. Da cá tàu nha chị em mình ơi. Dài như thế này nè. 79.000 luôn nha. Chị nào lấy 79k xám cho là được. 40 60 mang ok con này luôn. Hàng năng free size nhé. Chị em mình 40 thì mang rộng rộng xíu, chị em mình 60 thì mang vừa. Đấy, quá là rẻ luôn rồi. 79.000. Chị nào lấy cái này lên mã xám 79 cho là được. Xám 79. Nail cọc tay. Nail cọc tay đúng rồi. Nail là cọc tay. Có được hai con cọc tay nãy lên rồi. Cho Nguyên con này xám 79k cho Nguyên là ok. Xám 79 cho Thị Đỗ.
Hai sách chị Duyên Lưu bóc hai màu. Bóc hai màu hay. Thôi em lên màu nào chọn màu đó đi cho nó dễ chị. Em đi màu nào chọn màu đó đi cho nó dễ. Màu xanh coban. Xanh coban chung nào được, có một set. Mỗi màu còn được một set à. Xanh coban chung nhé, 79k. Xanh coban 79, chị nào lấy coban 79 chung nào được. Áo gió em hẹn chị em qua ngày mai nhé, gió bé. Còn gió lớn em muốn soạn ra em like luôn nha, hẹn ngày mai chị em mình. Ui, em nói là buổi tối là em bóc được cái gì là em xem cái đó. Chứ giờ không soạn được hàng ấy để like. Tối cứ tối là em bóc được cái gì là em like cái đó thôi. Xanh cho Nguyên nhé. Xanh cho Nguyên, xanh. Rồi màu rem 79.000 hết á. 79.000 có mấy bộ này đi 79k hết. Rồi cho Nguyên con này màu rem. Cái này cái tay này bị vậy cái này. Cái này chị em về giặt cho Nguyên xíu thôi. Thay giặt là ra chứ. Cho Nguyên con này rem dài cổ cô. Không phải. Cái này là do đường ngầm. Người ta làm vải á, phấn cái chị em mình. Cái này người ta làm phấn nè. Cho Nguyên màu rêu nhá. Cái màu này em sale đi chị em về giặt dùng Nguyên đi. Cho Nguyên con này 60 đi chị em mình về giặt cho Nguyên là được nha. Màu rêu 60 chị em về giặt dùng Nguyên nhá. Rêu này chị ơi em nói này. Khi mà em like em phát hiện cái này chị em mình về giặt được. Na Phạm lấy địa chỉ xuống thợ nha. 60 cho Nguyên nhá, bị phấn cho chị em mình ơi. Về giặt cho Nguyên nha. Comment mã nó rêu cho Nguyên 60. Ok chốt cái gì Na Phạm nhá. Rêu cho Nguyên 60. Ok không 60 nha. Ok thì chốt giùm em nhá. Không em báo luôn rõ rồi đó. Màu đen có một bộ. Màu đen còn bộ chị nào lấy đen lên đen. Cái này là hàng lẻ khả của em nè. Đen nhé, chị nào lấy đen cho Nguyên 60. Chip em còn. Chip còn. Chị ok không chị Na Phạm ơi. Bị phắn cái tay xíu nhé. Rồi cho Nguyên đen cho Nguyên 60. Đen 60 và xanh chuối 60. Ok chị. Và xanh chuối 60 nữa thôi. Chị nào lấy xanh chuối chốt. Đen và xanh chuối nữa thôi. Hết hàng 60 từ 40 60 đều ok. Chị nào lấy xanh chuối comment xanh chuối cho Nguyên được. 79k. Có mỗi cái đó là 60k thôi vì đen cho Văn Trần. Cái mã này luôn kìa mình nè. Em còn sót lại một thùng. Cái này em còn sót lại một thùng. Xanh chuối cho Dương Lưu. Cái này nguyên sót lại một thùng. Lúc chị từ từ lấy chị 5 chip lúc nãy. Ok chị. Chip là hồi nãy đây bao nhiêu? 49.000 năm con. Cái này là em bị sót lại chị em mình hôm bữa khách hỏi nhiều lắm. Khách hỏi nhiều lắm luôn mà bảo là hết. Ngoài kia còn nói chung là hàng nhiều trước chắc nhiều quá rồi không sót được hàng á chị em mình. Cái này em còn một thùng. Cái này lên luôn dùng nguyên là một thùng này mấy ta 48 cái hả ta? Thùng này 48 cái không ta? Cái thùng này mấy cái. Rồi lên mã này là mã khăn lau mặt cho Nguyên nhé. Hàng này là hàng kháng khuẩn sợ thang tre. Cái này thơm. Cái này em đi chị em siêu rẻ nè. Cái này chị nào lên trước và còn nha. Lên luôn dùng mã này mã khăn mặt cho Nguyên là được. Khăn mặt nhá. Hàng này nó siêu siêu mềm. Hàng này là hàng quà tặng của Playboy này. Thơm lắm. Theo thấy rồi nha. Có mấy bộ thôi. Cho Nguyên mã này là set. Em đi chị em mình combo 3 con khăn mặt như này nhá. Khăn mặt cho Nguyên là được. Đấy, vô mùa mưa rồi. Hàng ba cái khăn này là nó lau khô. Chị em mình đổi qua cái này nha. Đổi qua cái này vừa mềm. Và hàng này là hàng kháng khuẩn với chị em mình ơi. Hàng kháng khuẩn. Em đi luôn chị em mình combo 3 cái. Đi chị em 29.000 3 cái khăn nha. Lên mã khăn mặt chung nào được. Cái này chị nào lên trước còn không. Bữa nhiều chị hỏi lắm. Lúc chốt đơn thì hỏi là khăn mặt còn không bỏ cho chị. Bên dùng là báo hết. Đấy, hồi chiều chốt hết đơn sĩ. Ở đằng trước nhặt cứ bỏ bao cam to to. Đằng trước này nó lắp hết cái này. Lòi ra một thùng này thôi là 48 cái. Được vài set chứ mấy. Nha chị nào lấy cái này lên mã khăn mặt chung là được. Nha, 29.000 và hẳn 3 cái. Nha, lên mã khăn chung 29.000 3 cái. Cái này chụp lại đi. 29.000 3 cái khăn nhé. Chị nào lấy khăn lên luôn dùng là được nha. Nhanh tay như vậy mình không có nhiều nha. Này. Đẹp lắm luôn ấy. Mềm. Nó làm gì mà thơm. Nha, lên mã khăn mặt cho Nguyên đi dễ mình ơi. 29.000 thôi. Nhưng mà 3 cái nhé. 29.000 3 cái. Chị nào lấy khăn mặt lên luôn dùng là được. Cái này nó là siêu siêu rẻ luôn. Mua đi. Mua mười mấy nghìn cái. Mua lẻ mua mười ngái, mấy nghìn cái. Trong 15.000 cái. 18.000 cái khăn này. Này, dòng này dòng kháng khuẩn á. Dòng này dòng kháng khuẩn thang tre này chị em. Kháng khuẩn sợ thang tre, cái này của Lifebuoy nhé.
Đấy, chị nào lấy cái này lên luôn, dùng mã này là mã khăn chung là được, khăn chung là được. Cái nào mà chị em mình mua về, ít ra mua về cho bé cũng được, cho nó đi học nó bỏ theo cũng được, nó vừa gọn vừa tiện nha. Đó, lên mã khăn mặt chung là được, 29.000 thôi, 29.000 ba con, 29.000 ba con nha. Chị nào lấy khăn mặt, lên khăn mặt chung là được, 29.000 ba con. Cái này chị nào lên trước là có hàng, 29.000 và ba con khăn mặt nhé. Chị nào lấy khăn mặt chút, khăn mặt chung là được, 29.000 ba con nha, nguyên qua nhé. Chị nào chưa có cái này lên nhanh tay, tại vì cái này là hàng nguyên còn sót lại, còn sót lại qua hè, còn mà gì ta, áo gió thì ngày mai nha chị em mình ơi, chưa mai rồi em chọn ra còn sai gì rồi em lên nói với bé chồng chưa mai nhé. Tầm 200 mấy con nữa là chắc là chín cuối rồi qua nha. Chị nào cứ lấy khăn mặt, lên khăn mặt cho nguyên đi, còn có một thùng này thôi, còn có được một thùng này thôi. Chị nào lấy cái này lại còn còn một thùng A, còn một thùng A cho lên luôn. Đây, cái này thì chút còn 40 mấy hộp à. Còn 40 mấy hộp thôi. A đỏ. Cái này em còn 40 mấy hộp. Chị em mình lấy khăn thì cứ lên khăn cho nguyên nhé. Rồi cái này em còn được 40 mấy hộp nha nè. Khăn tắm em có luôn. Khăn mặt, khăn tắm gì cũng có hết á. Khăn tắm cũng còn. Khăn tắm là mấy hè, 45.000 con. Khăn tắm em còn, nếu chị nào lấy khăn tắm thì lên khăn tắm cho em. Rồi cho Nguyên đây chị em nè. Rồi lên mã này luôn, dùng em còn 40 mấy hộp thôi. Cái này chị em mình toàn mua 200 mấy, 300 mấy nghìn một hộp hết này, phải không? Chị em mình đang dùng cái này. Được, nếu nhà em chưa chốt đơn thì là, nếu như mà sáng mai nhà em cũng chưa chốt đơn thì là sẽ gom cho cái đơn chưa mai nhé. Nhà em ít, nhà em ấy thì sẽ cho khách gom 2 like. Nếu như mà còn ít quá thì sẽ cho khách gom 2 like nhé. Khăn tắm là 45.000 một cái, khăn to ấy chị, khăn to là 45.000 một cái. Rồi đi cho nguyên con này đi chị em mình ơi. Cái này em có 48 hộp thôi. Không, phải 48 hộp. 42 hộp à, còn 42 hộp. E đỏ nha chị em mình ơi, E đỏ nhá. Cái này là vô, càng vô mùa mưa chị em mình càng nên bổ sung những cái này. Bổ sung vitamin E đỏ nha chị em mình ơi. Cái này là giảm khô da này, giảm khô da này, đẹp da này. Cái này thì hơi quá là nhiều chức năng rồi. Cái này chị em mình không có cần quảng cáo nhiều này. Vì đang tắt tằng tặc chị này đó. Xíu này em lên còn được mấy cái, xíu này em lên còn được 2-3 cọc đằng sau thôi, xe to. Cho nguyên con này nhé, còn được 40 mấy hộp thôi chị em mình ơi. Chị em mình đi mua 300 mấy nghìn, 200 mấy nghìn một hộp. Hàng này là hàng công ty nha chị em mình ơi. Hàng này đầy đủ phiếu kiểm nghiệm nè, tem chống hàng giả nè, thải bảo hành hết. Hàng là em chạy hàng công ty dược, em không có chạy hàng tào lao nha chị em mình nhé. Để cho nguyên nhé. Lên luôn dùng nguyên cái này, một hộp của nó là 2 hũ. Hũ của nó là hũ 30 viên. Nếu chị em mình xuyên uống ấy, ngày uống 2 viên ấy, thì là mình uống được được 1 tháng. Còn không là chị em mình tàn một hộp nữa có thể, nếu như một ngày uống một viên ấy, thì là được 2 tháng nhé chị em mình nhé. Thôi em lên hồi trưa rồi. Cái này em đi luôn chị em mình nè. Xịn sò lắm luôn ấy. Cho nguyên con này là tắc tằng tặc một hộp này được 60 viên đấy. Em đi luôn chị em mình con này là 120.000 đi. 120.000 một hộp, 119.000 một hộp. 115.000 một hộp đi. 115.000 một hộp nhé. 115.000 một hộp E đỏ. Hàng công ty nhé, chỉ chạy hàng công ty, công ty dược đường hoàng nha chị em mình ơi, không có chạy hàng tào lao nha. Lên luôn dùng mà E đỏ, em còn được mấy chục hộp, ba mấy bốn chục hộp thôi là hết luôn cái này nha. Trong nguyên mã này mà E đỏ chung là được 115.000 một hộp nha. Chị em mình uống xuyên thì là uống được được, nếu như xuyên uống đều đặn thì uống một tháng, còn không là ngày uống viên thì uống được khoảng 2 tháng. E đỏ nha chị em mình ơi, cái này chị em mình vào khắp thì không có chỗ nào bán cái giá này hết nha. Chị em mình cứ lên, khách nhiều mua nhiều lắm. Một hộp này 2 hũ nha chị em, cứ lên số lượng hộp thôi, lên hộp chứ đừng lên hũ. Lên mặt E đỏ chung là được, 1 hoặc 2 E đỏ chung là được nhé. E đỏ 1 hoặc 2 hộp chung là ok. Cái này nó có đầy đủ hướng dẫn sử dụng đồ hết trong này rồi nha. Chị em mình nên uống cái này đi cho nó đẹp da, cho nó đẹp da. Xuyên uống
ăn bằng nội tiết tố, đầy đủ chức năng trong này hết nha. Cái này em nghĩ là chắc chị nào cũng đang uống cái dòng này rồi. E đỏ nhá, chị nào lấy e đỏ cứ lên e đỏ, em có được 30 mấy 40 hộp nữa hết. Lên mà e đỏ trong em là ok nhá, 30 mấy 40 hộp là hết rồi. Em lên cái áo mang mang luôn. Áo mình mang là áo không to, còn được từng ai khá chứ mấy. Đây còn lưng chỗ nào chứ mấy. Đây 1, 2, 3 cọc này là hết. Không to nhé, 63 nghìn. Thôi em lên chạm 59k luôn đi, cho nó dễ tính. 59k đi cho nó dễ tính. 63 nghìn em lại cái đuôi 3 nữa đó. Đuôi 3, đuôi 4 nghìn. Bán hết rồi. Giờ còn mình này cả. Em đi chị em 59k đi. 59k đi chị em. 59k đi. Hôm nay còn này coi em đi 55k đi. Hôm nay còn từng này coi em đi hết 55k luôn đi. Chị nào mua rồi thông bản hết rồi. Giờ cũng hết sự lựa chọn rồi. Còn được từng này con nữa thôi. Ok nhá, chị nào lấy e đỏ cứ lên e đỏ cho Nguyên nhá. E đỏ thì em đi chị em mình là 115 nè. Chị nào cái này khi mà đọc giá lên chị em mình cảm thấy là nó quá là rẻ luôn rồi. Vì cái này là chắc chị nào cũng đang xài cái dòng này hết. Đủ thứ, cái gì cũng có hết. Vì riêng bên e này là chạy hẳn là hàng công ty luôn, trực tiếp hàng công ty luôn. Nói cái nào mà về thấy cảm thấy như vậy mình là vừa ok, giá hợp lý là em về hết á. Em không ngại cái gì hết. Hàng chất lượng mà giá ok là em về hết, em không ngại cái gì hết. Chị em mình đi ra ngoài mua cho nó tốn tiền. Một mã mà tiết kiệm 20-30 nghìn là vấn đề rồi chị em mình. Một mã mà rẻ hơn người ta 20 nghìn 30 nghìn là vấn đề rồi đó. Đây áo đang mang này. Ôi nhiều kiểu chữ lắm nhá, nhiều kiểu chữ lắm. Phong to, phong phủ mông, giáo quần 65 cái bản màu ok. Giáo quần luôn nha. Phong nè, phong phủ mông, giáo quần nha chị em mình ơi. Nha, mỗi thứ có một cái. Em đi nói luôn chị em mình 55 nghìn cái luôn. Nha, chị nào thích cái này lên luôn. Mã này là mã mã mũ trắng cho Nguyên đi, 55k hàng con. Mũ trắng 55 nhé. Chữ nu 55k, còn được mấy con chỗ này nữa là em hết cái hàng phông rộng này chị em mình nè. Đấy. Cái chị Thị Tư Nguyễn luôn nè. Thầy Minh Phạm, chị Trúc Ly. Dòng này thì chị em mình uống nhiều rồi. Uống nhiều rồi, chị em mình nghe phát cái giá phát là viên to nhá. Viên to chứ không phải là viên xí 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 này chị em mình nè. Mà khi là Nguyên chỉ mua cái hộp xí xí xíu này nè. Cái viên nó giống như hạt lựu nhỏ nhỏ. Cái này là viên năng to ấy, chị em mình nhá. Viên năng to, chị em mình về cắt ra ưa làm đẹp cắt ra bôi lên da cũng được. Rồi nhá, chị nào lấy cái này lên luôn dùng Nguyên 55 nghìn. Nha, cái này em còn được 2 cái. Lên mã chữ màu kem và chữ màu xanh 55 nghìn nốt nhá. Hàng này em đang đi 63 nghìn. Em đi 55 nghìn là em đi dưới 4 rồi nè. Còn được mấy cái. Em đi không phải xanh mà là xám nha. Chị em mình nhìn nó xịn sò lắm, chị em mình yên tâm. Cầm em mã này lên luôn dùng đi. Chị Nô, chị Lê Huệ lên thông tin cho em đi. Lên thông tin cho em nhé. Đi 55k nó, 55k. Rồi nhá, chữ xám cho Nguyên. Hàng đẹp lắm luôn. 55k chữ xám luôn. Chị nào lấy chữ xám cho chị Pháp. Xám 55 chung là được. 55k đi cho nó gọn hết như vậy mình ơi. Nha, 55k chữ xám. Ây, cái này cưng quá. Màu vàng. Mà ông đang mang còn cái này. Màu vàng lấy cái này nhé chị Phan Bình nhé. Hình này được không? Mình ok thì chốt nha. Ai thích cái này lên mã hình vàng chung là được. Hình vàng có một cái, chị nào lấy hình vàng lên nhanh tay chung hình vàng nhé. Hình vàng, hình đen, hình vàng và hình đen. Hàng chị ơi cứ chọn màu cho em đi chị, em like màu nào chị chọn màu đó giùm em đi. Em đang đi 55 nghìn đó. Ok, cho Phan Bình hình vàng phải không? Rồi nhá, cầm em mã hình đen chung em nhé. 55 nghìn con này còn ít nên là em sale thôi, còn ít là em sale thôi. Chị nào lấy cái này lên nhanh tay chung em nhé. Rồi lên mã đá hình đen cho Minh Phạm. Comment mã đá vàng cho Nguyên nhé, 55 nghìn thôi. Cái này em đi dưới 4 với chị mình. Ít ra cái hàng này là đây, chị mình để cái hàng này nè. Để hàng này nè. Chị em mình mua 200-230. Áo Nguyên đang mang về Trương Quỳnh Văn. Trương Quỳnh Văn. Kem hết rồi. Kem hết rồi, kem chị Lê Huệ rồi. Rồi cho Nguyên con này lên mã đá vàng cho Nguyên được nhé. Phun to cũng mong giấu quần luôn, 65 vô tư. Chị ơi em cứ lên họa tiết nào chị chọn giùm em đi. Em không dám chọn trước đâu, mất công là về khách không ưng nữa. Em cứ lên họa tiết nào chị ưng chị chốt á. Nhiều chị không dễ chị không nói, nhiều chị khó thì thôi chị không thích màu này. Rồi đến lúc bỏ đơn ra mệt lắm. Cho Nguyên mã đá vàng. Cảm ơn mã đá vàng cho Nguyên là ok nhé. Đá vàng. Một kem hết rồi chị Phan Bình. Một kem hết rồi. Một kem hết rồi. Thấy rồi Phan Bình nha. Con gấu này con cá. Con gấu này là phôm lửng nè. Gấu đen này phôm lửng nè. Chị Phan Bình không có đâu nhá, kem người ta lấy rồi.
cho Nguyên con này. Nguyên lên cái màu nào chị nào thấy ok chốt, cho Nguyên cái nải này lên mã gấu đen, cho Nguyên tốc độ gấu đen. Không, bỏ qua, chị Phan Bình không có. Không có, Phan Bình không có. Chị Phan Bình không có, người ta chốt rồi. Người ta chốt trước rồi. Mình phải lên màu, đọc cái màu nào mình chốt màu đó cho Nguyên đó. Rồi lên mã đá xanh cho Nguyên, màu xanh Việt này đẹp quá nè. 50 lộ 55 nghìn luôn. Không có nha chị Phan Bình, không có. Chị Duyên Lê cũng không có. Em đọc cái mã nào chị nào cảm thấy ok là chị em mình chốt nha, cho nó dễ. Chị nào có xanh Việt lên xanh Việt. Cái này là đính đá nữa nè, đẹp lắm luôn. Rồi cho Nguyên con này. Màu gạch. Lên màu gạch cho Nguyên nhé, 55 nghìn màu gạch. À, màu đỏ đô, màu đỏ. Đá xanh giờ phom 60. Phom 60. Chị Như Hải Trương là khách mới hay cũ ta? Em không like đá, à không like phao chị. Tính không like phao, em like nhẹ nhẹ xíu thôi. Tính không có like, vì trễ quá. Vì lên trễ quá. Chốt đơn cho khách xong trễ quá. Chốt lên luôn dùng Nguyên con này. Comment mã đỏ cho Nguyên. Đỏ cho chị Như Hải Trương 55 nghìn. Rồi lên mã gấu xanh. Còn em mã gấu xanh chung là được, phom to nhé, gấu xanh này có một cái à. Phom to, phom này 65 màu ok luôn. Đây mã gấu xanh chung là ok nhé. 65k. Áo quay lụa sorry 55k, con này bị dơ nhẹ xíu này. Con này bị dơ nhẹ xíu này. Chị nào lấy con này em đi chị em 45k luôn, riêng con này. Hàng này em đang đi 63.000, em tự tin người ta không bán giá này. Xanh đá em hết rồi. Áo lấp lông em không. Gấu xanh này bị dơ xíu nhé, như ngọc nhé. Mình lấy thì ok một chút, 45k. 45k con đó. Ôi cái này có một cái áo bé em bán. Đường cái áo bé em bán tặng sắc nách này. Sắc nách này, size 13 này. Tặng 10 đi. Quýt gặp ok không? Tặng 10 nha. Con này tặng 10, áo bé. Áo bé size 13 và tặng 10. Nha, tặng 10, chị nào lấy cái này lên mã tặng 10 chung là được. Comment lên mã tặng 10 chung là ok. Comment mã tặng 10 chung là được nhé. Nói chuyện đi chút đơn mạnh. Hết rồi, khách chút hết rồi. 10 chút 2 chiếc. Comment mã chữ một kem kem. Chữ một kem kem đẹp lắm, 55 nghìn. Cái này là hàng em sale nha. Chị em lưu ý này. Chứ em không bán giá này. Chị nào lấy kem comment kem chung là được. Đá màu nu chung em có một. Đá màu nu có một, 55 nghìn thôi. Không mua nữa, mua cái gì chị em không? Kem cho Như Hải Trương. Đá nu có một. Đá nu có một. Chị nào lấy đá nu chung em, đá nu chung em có một là phom to. Phom này 65 mang ok luôn. Nha. 65 mang ok luôn. Chị nào lấy cái này lên luôn dùng mã này là mã đá nâu chung là được nhá. 55 nghìn đá nâu có cả. Comment mã 55 đá nâu có một. Chị nào lấy đá nâu chút đá nâu chung 55. Rồi đá đen chung luôn, không cần mở đâu chị em mình. Đá nâu cho Minh Phạm. Đá đen luôn, cái này mà chị em mình không mua chút, không mua nó tiếc lắm luôn nè. Hàng này chị em mình sợt phải hàng đầu trăm mong trăm mốt nghìn không. Sợt hàng này đi. Đó, cho nguyên cái này đá đen chung là ok. Vàng. Vàng chữ ế. Vàng chữ cái này tinh tinh này rất là ưng. Mấy cái kiểu chữ này tinh tinh rất là ưng. Đấy. Chị nào lấy cái này lên luôn dùng nguyên mã này là mã vàng chữ. Vàng chữ cho Nguyên nhé. Chị Phan Bình chốt đơn cực quá. Hết rồi, chị lên sau sau xa luôn á. Khách chốt hết rồi chị mới lên comment. Đấy. Mạng chậm quá chị out ra chị vô lại thử nhé chị ơi. Chị Phan Bình nhé. Chị toàn lên sau á. Chị toàn lên sau chị out ra chị vô thử. Rồi cho Nguyên con này lên mã chữ vàng cho Nguyên nhé. 55 nghìn. Chữ vàng 55, chị nào lấy chữ vàng 55 chút luôn cũng được. Chữ vàng 55. Cho chị Phan. Mang chữ cho Phan Lê. Phan Lê. Con này lên mã dài. Dài. 55 luôn. Dài nhá, hình đơn hàng hình chiếc dài. 55 nghìn hình chiếc dài. Chị nào chiếc dài lên chiếc dài cho Nguyên nhá, 55k. Dài 55 cho Nguyên là được. Dài 55, có một cái chị nào lấy dài 55 chiếc dài 55 cho Nguyên là ok. Rồi, mệt rồi. Mệt rồi. Vàng chữ vàng chữ mệt, chị nào lấy mệt lên mệt chung là được. Mấy cái chữ này vẫn tinh tinh nó ưng lắm, chị em mua về cho con gái lớn ưng lắm luôn á. Trong nguyên con này nhá, lấy chữ mệt chung là được. Cái này bị dơ xíu rồi không phải nha, chốt mã mệt chung là được nè. 55 nghìn, phom to, phom 65. Và tinh 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 ưa cái hàng phom to, ưa chữ mấy cái chữ như này nè. Rồi gấu vàng cho Nguyên, cho Nguyễn Trâm. Rồi nhá, lên mã gấu vàng. Mạng chậm chị ao ra chị vô lại thử chị ơi. Chứ khách chốt hết rồi chị mới lên comment. Cái nhiều chị cái kêu vô cái chốt mít mà không có chốt được, không có chốt đơn. Thầy toàn lên sao không á. Cho Nguyên con nè, comment mã gấu phôm to. Gấu vàng phôm to nhá. Chị nào lấy gấu vàng chốt 55.000, gấu vàng có 1. 55.000, gấu vàng có 1. Chị nào lấy gấu vàng comment gấu vàng cho Nguyên là ok. Rồi cho Nguyên con nè. Cái này là chữ U là trời. U là trời. Dài đó, dài đá đó. Dài đá đó. Dài cho Tiết Nguyễn. Con này chữ U là trời. Đây, chữ này đẹp, màu này đẹp. Chị nào lấy màu đẹp chung là được. Màu đẹp đi.
U là chờ nha. Màu đẹp, nếu chị nào lấy màu đẹp comment màu đẹp chung là được. Màu đẹp chung là đẹp nha. Còn hai chữ mệt, một chữ ngại. Cái này mà chị em mình mua cho bọn Tinh Tinh nó rất là ưng, rất ưng luôn. Có một cái lửng hồi nãy chị nào chưa có chút nốt nè, còn một cái lửng này chị nào lúc nãy chưa có chút nốt nè nha. 55k em đi hết luôn, chị em mình giá này luôn cho nó gọn nha. Cái này còn mấy cái lúc chị nào chưa có. Màu đẹp rồi, màu đẹp rồi. Không, coi coi. Ờ bỏ xuống rồi đó, đó đúng rồi. Màu đẹp, tiếng lên, tiếng lê lên địa chỉ số điện thoại nha. Cũ không ta. Lên cả địa chỉ cả số điện thoại luôn hết trên live luôn. Tiếng lê lên địa chỉ số điện thoại. Cái đơn chị có lên cả địa chỉ cả số điện thoại luôn trên live luôn. Có cái bộ này em đi chị em mình gói đi. Có cái bộ này em đó đi siêu rẻ luôn. U là trời. U là trời ra rồi hà. U là trời bỏ xuống rồi. U là trời là cái mã đẹp nữa đó. Ô là trời là cái mã hết rồi. Đây này, cái thấy chữ này chữ ngại này chị em mình này. Đây hàng này là hàng nguyên chạy 63.000 đấy, còn được mấy cái em bán tặng luôn. Em đi nhập không ra giá này đâu. Nhiều chị bảo đi nhạc sĩ với chợ cồn, nhiều chị đi nhạc sĩ với chợ cồn là 80 mấy nghìn, 80 mấy nghìn con thì là đắt hơn cái giá bình thường nguyên bán 63.000 nữa kia. Đấy, hôm bữa có mấy người mà gọi là mới bán, gọi là mới like á, kêu cái hàng này là dòng này nhập sĩ 80 mấy nghìn, nhà sĩ với giờ còn là 68 mấy nghìn đó. Thì người ta bán 101 nghìn đó. Rồi cho nguyên con này nhé, comment mã ngại chung là được, comment mã ngại nha. 60 nguyên lộn cứ 60, 55 nghìn lắm luôn, còn mấy cái thôi không có tiếc nữa, sale luôn cho nó gọn kho. Chị nào lấy cái màu này cũng đẹp này. Lên mã ngại chung là ok này. Ngại này. Cái chữ này là không bé ơi, màu nu chữ không bé ơi này. Không đâu bé ơi. Rồi nhá, màu nu này. Comment mã chữ nu chung là được nhá. Form này form phủ mông dấu quần 60 mang ok luôn. Em đi chị em 55.000 nó còn được mấy cái. Đi cho nó gọn nha. Đi cho nó gọn nha. Ai lấy cái mã này nữa lên dùng nguyên nhá. Mã này lên sao? Đây cái này em còn được mấy bộ. Bộ tàu khô 3158 là hàng 135. Form to, phủ mông dấu quần mà được cái là nu cho Nguyễn Trâm. Đừng đá là chị em mình nè. Chữ lại là chữ nổi nữa. Ngại bỏ xuống rồi đúng không? Ngại là chữ này nè. Ngại cho văn đò. Còn cái này chữ mệt, còn hai chữ mệt cũng đẹp. Chữ mệt màu hồng này. Và chữ mệt màu gạch gạch. Chữ mệt rồi. Chữ mệt nhá, chị nào lấy mệt nên luôn mệt màu cam màu gạch này. Màu cam cam toàn màu đẹp không chị em ơi. Toàn màu hồng rút, mà không phải màu rút, màu hồng này đẹp đẹp với màu hồng dữ. Nha 55.000, còn hai cái chữ mệt. Chữ mệt màu hồng, chữ mệt màu cam. Đấy, chị nào lấy mệt kèm màu chung là được, còn được hai cái thôi. 55k nó. Cái này chị em mình dạo quanh khắp sẽ không có cái giá này. Rồi cho nguyên bộ cốt tông tàu khô. Màu gạch cho chị Phan Bình. Mệt màu gạch chị Phan Bình. Rồi còn mệt màu hồng nhé. Này. Bộ này bộ chất cốt tông tàu khô 3158 chị em mình nhìn quay tặng với chị em mình nè. Chữ con này là chữ nổi nhé. Hồng cho chị Lê Huệ luôn. Chị Lê Huệ ơi, lên địa chỉ luôn trên like cho em đi chị ơi. Lên cả địa chỉ lên trên like dùm nguyên với nhá. Lên hẳn địa chỉ luôn trên like cho em. Thấy Trà Phan Bình nha. Hết con to rồi đó chị ơi. Thấy hồng rồi. Hết hẳn con to rồi đó. À có một cái chữ đó. Chữ é màu. Lê Huệ lên địa chỉ luôn nha. Có lên kèm cả địa chỉ lên trên like dùm nguyên. Cái này chữ é màu vàng. Ế màu vàng. Ế độc thân chứ không phải là ế. Cho nguyên con này lên mà ế vàng chung là được nhá. Phong to phủ mông dấu quần con cá. Em còn tinh tinh ưng cái này lắm. Rồi cho nguyên cái bộ này. Đây bộ này em nói là siêu rẻ này. Cái bộ này lên là chị em thấy mình bán rẻ liền luôn á. Vì cái hàng này shop treo bán nhiều lắm này. Shop treo bán nhiều lắm. Mà hàng toàn bộ là hàng 135.000 cho một cái bộ khô tàu A158. Mà bình thường không chữ nổi nhá. Em đang chạy dẹp mình chữ nổi như này nè. Phong to 40-60 mang ok hết. Cặp lưng cũng mai đẹp. Cặp lưng mai đẹp 40-60 mang ok. Chắc có tông tàu khô nhá. Càng giặt nó sẽ càng mềm được. Cái này nó thấm mồ hôi rất là nhiều nha. Chị em mình mà cảm giác mồ hôi mình nó có mùi, mang cái này cũng không ấy nhá. Cái này nó hút mồ hôi nhiều lắm. Trong nguyên con này nhá. Đẹp chưa? Phong to nhá. Cái này em đi nó luôn chị em mình. Ế cho Duyên Lê 85.000 luôn. Tàu khô 3158 là chữ nổi trong nguyên đẹp lắm. Chị nào mà đã mang tàu khô rồi là gì, cảm giác ban đầu mà nhận hàng về nó không được,
không được sướng tay ở có tông tàu, hoặc là không sướng tay như là thun thái, nhưng mà đã mang rồi là sẽ thích, đã mang rồi sẽ thích, giặt ra rồi nó sẽ mềm và nó thấm hút mồ hôi nhiều nha. Mà nó gọn người lắm, gọn người, mang cái này cảm giác nhẹ mà không có to. Nó form của nó đứng form. Cho chị Huyền Anh 85.000 bộ nè. Chị nào lấy bộ chữ nổi chứ bộ chữ nổi. Ôi, nói mấy hôm nay mới thấy chị Huyền Anh có đơn này nha, cho chị Nguyễn Thúy 85.000 toàn bộ chữ này chữ nổi. Riêng cái áo không chữ nổi tàu khô chị mình mua bao nhiêu tiền rồi. Em đi chị mình bộ nguyên cả bộ 85.000. Cho chị Nguyễn Thúy, cho chị Mỹ Thục Nguyễn luôn. Mỹ Thục Nguyễn không biết cái này có xanh lá không, không có xanh lá. Có xanh ngọc. Cho chị Anh Trần. Cho chị Anh Trần. Anh Trần chữ này. Cho chị Anh Trần. Anh Trần. Cho chị Yến Vy. Cho chị Yến Vy. Rồi còn ba cái chị Minh Phạm chuyển qua cái màu này xíu, cái chữ này xíu. Chữ này nó khác xíu được thì cũng không chen nhau mấy à. Đang được nha. Cũng được nha. Chị Minh Phạm ơi, chị Kim Dung ơi, chữ này cũng đẹp mà hiền. Có cái màu thôi, chữ này không quan trọng lắm nhé. Toàn chữ đổi không à. Nha, chốt nha. Chị Minh Phạm, chị Nguyễn Kim Dung đi. Chị Yến Vy lên địa chỉ luôn trên line. Còn một cái chữ luôn này thôi. Chị Ngọc Mai nữa là hết rồi. Hết luôn màu nào luôn rồi. Hết rồi, cái này không có hài nữa đâu. Cái này sẽ không có hài nữa đâu. Còn cặp màu này nữa hết rồi. Đây là cái mã ở đây đây. Còn mấy một màu đen. Màu đen. Nổi màu đen xong đi. Hết màu nu nó luôn rồi đó chị. Cái này còn mấy cái đi nó luôn mà. Cái nào mà chị nào đã mua qua rồi là chị mới về luôn mà. Cài ghê không? Này. Này nhìn cái chữ của nó này chị em mình nè. Comment mã này là mã nổi đen chung là được nhé. Bộ chữ nổi màu đen. Form này từ 40, 60, 62 gì mang ok hết. Mang bộ này nó gọn người lắm. Nha, chị nào lấy cái này lên. Dạ, cái này hàng free size. 40, 60 gì mang cũng được hết những con này. Nha, rồi lên luôn dùng mã đen chung là được. Thì chị em mình nhìn cặp quần, em đi màu đen nó hơi bị chói chói. Hồi nào đi màu đen cũng chói. Nhìn cặp quần cho Nguyên này, tàu khô nha chị em mình ơi. Tàu khô và tàu khô 3158. Sao con? Có thì đi đi. Giãn cách đi xem dọn lục. Màu đen cho Nguyên. Sao nãy giờ chưa coi? Cho chị Nguyễn Trâm tao đi đánh răng được rồi đấy. Đánh răng được rồi, đừng nói nhiều. Dạ không, em không lên chị. Đang lẽ tại sao? Ủa chứ đi đái hồi nãy giờ đi đái nửa tiếng rồi. Đi đái tiếng đồng hồ rồi. Đừng có lương lẹo. Đi đánh răng đi chị Bích. Bích Đào Nguyễn Thị. Tối nay con rất là hư á nhá. Tối nay con không có ngon như mấy bữa đâu nhá. Chị Tuyết Nguyễn. Rồi còn được hai bộ màu đen nữa thấy. Tối nay con không có được ngon đâu. Nhím ngày mà thấy con được ngon. Con nghe lời xíu đi. Mày bán hàng có tiền để làm gì? Để làm gì? Để làm gì? Hay là để sắm cái roi to to? Thích mẹ có tiền để mua đồ chơi, mua bánh kẹo hay là mua sách vở thế? Còn được hai cái thôi. Còn được hai cái nữa là hết. Còn đen rồi hết. Còn màu này nữa là hết. Hết màu cuối cùng là màu xanh. Chị ơi, em nói nè, cái này có Thăng Ly có rồi nha. Hai ba kiểu chữ nhé. Mày vô mày lấy cái roi chữ đó. Cái này có hai ba kiểu chữ nha chị em mình ơi. Rồi lên mã xanh chung là được. Comment mã xanh chung là được. Hết màu nhé, không còn màu nào nữa đâu chị em mình. Có cả gấu, có cả chữ như chị em mình ơi. Nha, lên mã xanh cho Nguyên 40, 60, 62 gì mang ok hết. Những cái màu này chị em mình thấy được cái phone. Đẹp cực kỳ luôn. Chữ nổi cho Nguyên riêng con áo này. Em bán bằng dạ mình đi mua một con áo thôi. Với cái giá này bán bằng một con, mua một con áo thôi. Nha, chị nào lấy cái này lên mã xanh cho Nguyên là được. Giá em đi giảm 85.000. Nhìn mặt mẹ này. Xanh cho Phan Lê. Nhìn mặt mẹ này. Mặt mẹ là bùn súng ở đó. Cho dì Đặng thì Ánh Tuyết này. Mặt mẹ đang bùn súng là có vấn đề đó. Rồi nhá, chị nào lấy xanh lên xanh. Rất lâu em chưa, chị Tuyết Nguyễn. Rồi nhá, ai lấy xanh là lên xanh nhá. Chị Lê Vũ. Lê Vũ. Cho chị Phan Binh. Phan Binh. Chị Phan Binh. À, còn chữ Chanel được không chị em mình ơi?
Còn chữ Chanel được không? Chứ hết mãi gấu rồi. Chị Phan Bình. Phan Bình. Rồi còn ba cái nhưng mà chữ của nó là chữ Chanel này nè. Chữ Chanel được không chị em mình ơi? Xanh nail này được không? Ok thì chốt giùm em nhé. Có được ba cái nữa thôi là hết. Chị nào ok em chốt nè. Chị Ngọc Mai, chị Thùy Trang và chị Yến Vy có ok mã chữ này không nè? Ok thì em chốt, còn không thì em để cho các khách. Đây. Ai lấy cái này đây luôn dùng nguyên nhé. Đi vô. Còn cái chữ nail thôi, chị nào lấy chữ nail chốt chữ nail dùng nguyên nha, chứ còn hết cái mã gấu rồi. Đấy, chị Yến Vy. Yến Vy. Để gì thì Trang dịch Ngọc Mai lên trước nó không biết không. Chị Ngọc Mai. Thì Trang có ok không, lại chốt cho khách khác. Thế còn cái gì mà đói khan trời. Cái nào chưa chị nào chưa săn được săn nữa, còn được mấy cái. Đẹp và giá nó rất là rẻ. Giá rất là rẻ. Áo bé. Áo bé nha chị em mình ơi. Mã này nó rẻ lắm luôn. Đẹp rẻ. Cái này có một ri, nhưng có ri từ 18 cái độ lên 33 cái độ về. Chị Thùy Trang có ok không chị ơi? Ok thì báo nhé. Còn không để em trừ cho khách khác nha. Rồi cho nguyên cái này có một ri thôi. Mã này mới chị mua 49.000 con. Đẹp rẻ cái dạ mà là nhìn cái con áo bé nè. Từ 18 cái độ lên ăn cây roi. Sao đó cũng biết đấy. Cho nguyên con này nhá. Comment mã anh này áo bé 80kg em còn hàng. Ok. Còn hàng đấy xíu em móc lên nhé. Xíu này em lên lên. Rồi cho nguyên con này đi. Chị nào lấy cái này. Móc luôn cái quần gió một chút nha. Quần gió nam mà không tiêu. Comment mã này là mã áo bé từ 18 cái độ lên nha. 18 cái độ lên 33 cái độ về hồi trưa. Cái này là gần như là hết rồi. Em còn sót được có mấy cái nữa là em hết luôn nha. Chị nào lấy áo bé chốt 49k ăn con thôi. 49k ăn con thôi. Cái gì từ anh? Cái gì từ anh? 35 không có chị ơi. Không có 35. Cái này chốt đến 32kg thôi. Nha con đi chị mình, con này 49k. Bóc cho coi mẫu thôi. Bóc mẫu. Bóc mẫu 1-2 cái thôi. Cái này gì từ anh này? 49k. Đây cái quần gió nam đây chị ơi. Ủa chứ hồi nãy giờ nó ngọt không chịu nghe. Nó ngọt không chịu nghe. Đợi kêu. Mã nó hết 19 rồi chị. Hết 19 rồi. 22 chị Vũ Trang. 22 chị Vũ Trang. 49k luôn. Nữ trưa mai em lên chị ơi. Tại vì buổi trưa là có người soạn hàng ấy. Giờ nó đang lẻ tại em chưa soạn ra được á. Đây con này em nói chị em mình mua cho chồng mua cho con. Đây chị gì ta? Em không biết nữa nha. Có thì em bóc không có còn thôi nha. Chứ em không chắc đâu nha. Em nói trước cái này có em bóc không có còn thôi đó. Cái đen không đây nè. Đa số là màu đen đây nè. Đa số là màu đen. Có thì em bóc không có thì thôi nha. Mình ok thì lên nó vô mùa. Mà sang con này nhà Nguyên vừa xịn sò. Mà giá em nó là giá siêu siêu rẻ. Đang thấy cọc này toàn màu đen nè. Đang được, xanh được. Có thì em bóc không có thôi nhá. Có cả màu xanh đấy. Nhưng mà sợ không có size thôi. Xịn. Đây chị Nguyễn Kim Dung mua rồi. Cái này em còn ít. Nên mã quần gió nam cho Nguyên là được. Comment mã quần gió nam cho Nguyên nhá. Kèm cho Nguyên số ký từ 55 độ lên 80 cái độ về có size. Xịn, em nói là xịn. Mà rẻ quá thì rẻ luôn chị em mình ơi. Nha, có thì em bóc mà hết thôi nhé. Comment mã quần gió nam kèm cho Nguyên số ký. Đừng chọn màu dùng Nguyên nha. Đừng chọn màu dùng Nguyên vì sợ chọn màu không có sai. Sợ chọn màu không lên không có sai được. Toàn bộ con này là hai lớp hết. Quần gió nam hàng hai lớp. Em đưa chị em con này 95.000. 95.000, hàng công ty 250.000 một con này chị em mình ạ. Chị nào lấy cái này lên luôn dùng Nguyên nhé. Mang đã lắm. Cầm cái quần đã đời mà giá là siêu siêu rẻ đúng không? 95.000 mua con quần này chưa tới 100.000. Nhiều khi về nó chưa tới 100.000 chồng mình không tin. Con này 250.000 mà. Nhẹ thôi. Chị em mình kèm cho Nguyên cái số ký nha chị em mình ơi, lên luôn mã quần gió nam, kèm cho Nguyên số ký là được.
Nè, vô mùa mà không săn cho chồng mình con này thì hơi bị phí. Vô mùa mà không săn cho chồng mình, cái này gần như là hết rồi. Em nói là vô mùa. Bộ câu cấp em không còn. Cái này áo quần nam chưa? Cái này ghi lại, ghi lại. Đây là quần gió nam cho Nguyên. Thế thì được, bởi về nó là em mua cho anh 250.000. 65 cái cũng được, bao nhiêu cái cũng được. À quên, bao nhiêu tuổi không được. Quần này đâu có kén tuổi đâu, già trẻ lớn bé gì mang ok mà. Nhưng về kình mình cứ bảo 250.000 thiệt. Là 250.000 mới giá tát 250.000 mà. Hàng này chẳng là mình mua được hàng sale. Chẳng qua là mình săn được hàng sale. Nha, cho Nguyên kèm số ký cho Nguyên là được. Chẳng là mình săn được hàng sale chứ đâu, bình thường nó đâu có bán giá này. Bên công ty này nó chuyên hàng xuất khẩu. Nó chuyên hàng xuất khẩu, chị em mình thấy không? Một đợt đào nó sale chuyển sang sale áo riêng. Xong hồi nó không có để nguyên bộ đâu. Không có để sale nguyên bộ đâu. Sale hết áo nó lại sale quần. Đó, lẻ tẻ ra. Còn ví dụ như lẻ tẻ ra, nó sale hết áo lại sale quần và không để nguyên bộ, trong khi là hàng hàng nguyên bộ đó. Hôm bữa em có về một được một đợt áo có xong là hết. Khách nào nhận hàng xong hỏi, xong hết, cái giờ là săn quần, sale quần. Đây, công ty này nó chơi kỳ thế đó. Hôm cách đây 2 năm trước thì cũng săn được một lần hàng sale. Cũng săn được một lần hàng bên này sale. Thôi 95.000 mua cái, hai cái đi chị em mình. Mua hai cái em bóc hai cái khác nhau nha. Hai cái em sẽ bóc chị em mình hai kiểu khác nhau. Màu xanh thì em hay xui á, em không chắc đâu chị nha. Có thì em bóc, không có thằng thôi nhá. Có thì bóc mà không có thì thôi. Đã 95.000 chị ơi. Chị ơi, chị cứ lên số ký cho em đi. Cứ lên mã quần gió nam kèm số ký. Ở đây là bao nhiêu khách mua rồi. Em không có dám nói điêu vì hàng này là dòng hàng xịn mà. Và đi 95.000, em thì em thích sang những cái mã hàng công ty rồi nè, hàng hãng đồ á, mà nó sale ra vừa xịn. Chị ơi, cái nào khóa cũng có túi hết chị nha. Cái nào khóa cũng có túi, mà túi của nó là túi chống trượt. Cái nào khóa cũng có túi hết á, nhìn này cho Nguyên nè. Khóa túi, túi chống trượt hết, không có con nào không có túi hết chị, không có khóa hết chị ơi. Dạ chị ơi, em đi 95.000. Đây cũng là túi mà nhìn thì giống như là kiểu, nhưng mà thật sự ra là túi của hắn đó nè. Thấy chưa? Cái nào cũng túi mà túi sau là khác. Con nào cũng có túi mà nó làm túi dạng túi kiểu. Như thế này nó mới đẹp con quần. Này chị em mình nhìn nè. Đây cũng là túi kéo mà. Chị em mình nhìn không ra. Túi kéo đó. Mà không mai kiểu á, đẹp chưa? Mà sau nè. Thì bỏ tiền tỷ luôn á. Thôi này bỏ tiền tỷ cũng đủ luôn. Chị ơi, lên cho em cái số ký. Quần gió nam phải kèm cho em số ký nha. Có số ký chốt với chị em mình ơi nè. Đẹp quá, đẹp, dư xịn luôn. Hết chứ, chống trượt nó mới kinh chứ. Bỏ tiền tỷ cũng được, nhìn nè. Nó sau lắm. Túi đằng sau của nó nè. Đằng sau của nó cũng như thế này nè chị em. Nhìn túi sau của nó nè. Túi sau nè. Túi sau dư bỏ cái điện thoại to như thế này luôn. Thấy chưa? Túi sau cũng khóa kéo luôn. Rồi ok, chị nào lấy quần gió nam thì chốt quần gió nam đi. Chứ bỏ ra lỡ ở cái này mua con này lợi quá. Thêm cái đồng hồ ở cái điện thoại nữa. Rồi nhá, chị nào lấy cái này. Ủa thế chị này, hồi nãy chị Thùy Trang hồi nãy chị không nói gì hết à. Chốt cho chị khá cái bộ này đi. Bỏ cho chị ngăn trần đi. Bộ này bỏ chị ngăn trần đi, 85. Bỏ chị ngăn trần. Rồi chị nào lấy quần gió nam, chốt quần gió nam xịn. Đùi nam. Có chứ. Có đến 70kg, à 80kg mà. Có đến 80kg. Chị nào cứ lấy quần gió nam, chốt quần gió nam. Rồi qua nha. Chị nào chưa có áo gió thì ngày mai em lên sao. Rồi qua nha, chị nào chưa có cái mã này lên mã quần gió nam kèm cho Nguyên cái số ký là ok. Giá thì giá siêu rẻ, em coi thế nào còn nhiều nhiều mẫu lên. Em vẫn còn cái sau này hàng lẻ quá chừng chừng luôn, mà em biết lên cái gì luôn. Hàng lẻ đài ra mà không biết lên cái gì luôn. Ai cái mã nào nãy còn. Mã nãy xe 55.000 còn máy 8. Mã xe 55.000 hồi nãy còn máy 8 nha chị em mình ơi. Đồng hồ thông minh em còn có máy cái. Eo, cái này em còn được máy cái nè. Tưởng đâu là hết rồi. Còn được cọc nè. Cái này vẫn còn được cọc đây chị em mình ơi. Nơi toàn màu đẹp. Còn màu đẹp thôi. Lỡ rồi đi 55.000 đi.
con Phô Nguyên đang mang đây nè, có chữ nu nè, chữ trắng đẹp, đẹp quá đẹp luôn. Đây nè chị em nè, chữ nu và chữ trắng, hàng này em đang đi 63.000, không nói điêu đâu chị em mà nói. Phôm này phôm 60 vô tư. Chị Phan Bình cái hồi nãy hả? Nô đi cho chị Phan Bình. Nô chị Phan Bình. Áo dài tay nữ em có áo Boris mang ô. Mã này em còn chữ trắng này. Phôm này 60 vô tư nhé. Nô chị Phan Bình. Phủ mông giấu quần luôn chị em mà nói. Giấu quần luôn. 60-62 mang được con này luôn. Cho nguyên con này chữ trắng em có hai con. Nô chị Phan Bình có rồi. Chị nào lấy cái này lên mã chữ trắng trong nhà được nhé. Trời 55.000 nó. Hàng người ta còn đi nhặt đi sỉ với kia là 80 mấy nghìn. Bán ra 100 mấy nghìn con này đó. Nha chị nào lấy cái này lên luôn chung mã này chữ trắng còn hai cá. Ngại màu xanh của vịt. Màu xanh vịt này đẹp, ưng cái màu này với màu vàng. Kiểu gì cũng ưng màu này với màu vàng. Ngại màu xanh vịt này chị ông nó con to, con 65 mà ok 55.000 con luôn còn được mấy con. Chị nào lấy ngại comment ngại chung em ngại xanh. Bộ dài lên tâm. Bộ dài lên tâm. Hôm bữa về còn hôm bữa nguyên sale có mấy tiền ta. Hay là mua bộ giữ nhiệt. Mình hỏi bộ nào bộ mang ôm ôm phải không? Hay là bộ nào? Chữ trắng chị Khuyên Nguyễn ơi lên thông tin cho em. Chữ trắng cho chị Khuyên Nguyễn tóc. Lên thông tin cho em đi chị Khuyên Nguyễn. Lên địa chỉ lên số điện thoại nhà em mới chốt đơn nhé. Xanh cho chị Loan lên. Xanh chị Loan lên. Rồi ngại. Chữ trắng hay là Nguyễn đâu mà. Đây một cái nữa chứ. Rồi cho nguyên con này, ngại màu vàng, ngại màu trắng và ngại màu đen. Ngại xanh em hết rồi. Còn ngại vàng, ngại trắng. Hết rồi, khách chốt rồi. Khách chốt rồi. Màu gì mà bào mong được. To là được chứ. Ok. Rồi nhá, còn ba cái nữa thôi là hết nè. Màu vàng, màu trắng và màu đen. Còn được ba con nhá. Giá đi luôn chị mà là 55.000 nóc luôn. Chị nào lấy ngại kèm màu cho được. Ngại kèm màu cho nó ok nhé. Trắng đen vàng. Trắng đen vàng. Nó khóa cửa đi. Đi vô đây em. Đưa bút ra. Nha còn được 3 con. Chị nào lấy cái này lên ngại kèm màu cho được. Rồi đá nên còn 2. Đá nên còn 2. Đá trắng và đá màu gạch này. Màu gạch gạch nữa không. Đá trắng và đá màu gạch gạch nữa không. Nha giá lên luôn chị ở mình là 55.000 con. Nha. Ai lấy cái này nữa lên nhanh 55k thôi. Con này em đi chị ở mình giá siêu siêu rẻ đó. 55.000 nha. Chị nào lấy đá màu trắng và đá màu gạch. Đá trắng thì Phương Bích. Còn đá màu gạch gạch chị Phương Bích. Chị Bắp Bơ lấy trắng gì chị ơi? Phương Bích 55.000. Ngại màu trắng thì Bắp Bơ. Bắp Bơ. Rồi nhá. Hết rồi đó. Từng còn sót được từng nước con to thôi đó. Chị nào chưa có chút nhanh tay. Đá màu gạch thì Tiến Lê. Ok chị Tiến Lê 55. Con này đẹp lắm luôn nè. Chị nào mà nhận hàng con này về cũng ưng nè. Mã sọc nè. Mỗi màu em còn cá hai cá. Sọc này mỗi màu em còn cá hai cá. Em mang thử dĩa mình cấp con sọc cho dĩa mình coi nhé. Con này em xem 55.000 đây. Hàng công ty. Hàng công ty nhé. Cái này phun lửng này. Cái này đẹp lắm. Rồi con áo này luôn. Mỗi màu còn được một cái hai cái thôi. Em đây nói chị em 50.000 đi, còn được mấy con thôi. 50.000, còn được hai chồng này nó hết. 50 nhá, cái này body như vậy mà nó. Giảm vô tư, giảm thoải mái hết. Nha. Đẹp nhất là 55 đổ về.
Còn trẻ mình gọn người 60, trẻ mình mang body được thì trẻ mình vẫn mang ok nhé. Mang body được vẫn mang ok. Rồi lên luôn chung mã này là mã sọc trắng cho Nguyên là được nhé. 50k nốt luôn. Sọc trắng cho Nguyên nhé, sọc sọc trắng một cái. Cổ này cổ vuông, sọc xanh cho Nguyên nhé. Con này chắc rất là sướng. Còn được mấy con nữa thôi. Em đi nốt 50.000 luôn. Nha, chị nào lấy mã này sọc trắng và sọc xanh cho Nguyên. Còn được hai cái form form cổ vuông như này. Boris nhá, hàng giả rất là nhiều. Tao ai lấy cái này lên mã gạch cho Nguyên được. Ông quên lộn. Sọc cho Nguyên được, sọc trắng và sọc xanh nhé, được hai con thôi. Xanh thì Đặng thì ánh tiếp, Đặng thì ánh tiếp. Rồi chị nào lấy sọc trắng anh đang mang tiếp. Nhưng vùng đang mang bán lâu rồi, bán lâu lắm rồi. Mang cũ rồi không thấy à? Tại vì hồi nãy mang cái áo phông to, cái mang sẵn con quần này luôn. À, 50k sọc trắng cho chị Nhung Huỳnh. Sọc trắng anh đang mang chị Nhung Huỳnh. 50k nốt nhé. Em lên một xíu nữa thôi nha, vì lên cũng trễ. Rồi like xong, cái chút đơn sĩ xong cái là tính không like lên trễ quá, tính không like luôn. Mà tranh thủ luôn cho trẻ mình con đơn chưa. Ui cái này đẹp lắm, còn được cái mã cổ cho Nguyên nhé. Con này em đi nó 50k luôn. Con này em đi nó 50. Cái này là có cổ nhé chị em mình ơi. Chị nào lấy cái này lên mã cổ xanh cho Nguyên nhé. Đi nó luôn chị em mình, con này giá lên chị em mình là 50k. Quần ngắn như thế này hả? Còn xay nhỏ 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 nhỏ, hôm bữa toàn xay xay nhỏ nhỏ. Bán rồi còn toàn xay nhỏ thôi. Rồi nhá, chị nào lấy cái này lên luôn dùng Nguyên. Form này 40-60 mau ok luôn. Con này em đi chị em mình 50. Con này đẹp quá luôn đó. Lên mã cổ cho Nguyên 49. À quên lộn, 50k. Cổ 50, chị nào lấy cổ 50 cho mà được. Còn cái ba cái logo này chị em 50, chị nào nhận hàng con này vẫn đặt thêm hết. Cái này từ đầu tháng tới giờ đi cực kỳ nhiều, số lượng cực kỳ nhiều luôn. Đi lẻ không á, đi lẻ không mà số lượng rất là nhiều. Cái này chị thì cha. Chị thì cha. Rồi nhá, cái này logo này cổ tròn chị em. Logo này cổ tròn còn được 3 con. Logo cho Nguyên nhé, cổ tròn đẹp nhất là 55 độ về, là 1988 nha, cho Nguyên con này lên mã cổ tròn cho Nguyên là được, được 3 con và giá đi chị em mình là 50k nốt. Cổ tròn cho Nguyên nhé. Rồi lên mã này là sọc xanh, mái cá này em đi gọn luôn nha, 50k sọc xanh, còn được 3 cái. Cho chị nào lấy sọc xanh lên sọc xanh, sọc vàng luôn, đẹp. Mấy này chị em mình nên mua đi, sọc vàng cho cũng được. Đẹp nhất là 55 độ về, em lên nốt mấy con này là em ngưng nhé. Thì like anh chị quá. Cho Nguyên con này nhé. Còn bên mã này là mã tròn vàng chung là được, 50k nốt luôn. Ai lấy màu nào chốt nốt luôn vậy. Xong ngưng nhé. Sọc vàng, sọc xanh, sọc đen và sọc trắng. Đấy, toàn bộ cổ tròn. Đấy, chị nào lấy màu nào chốt nốt luôn vậy. Xong ngưng như vậy mình ơi. Xong ngưng like nha. Dạ mình qua live trưa mai thì sẽ lên chị em mình giá bán luôn. Còn bao nhiêu thì em lên cả giá bé và cả giá nữ nữa. Giá nữ thì giờ nó còn lại tẻ sai rồi. Tại bữa giờ rồi còn lại tại sao mà không có hàng về nữa. Rồi chưa mang like luôn nha. Thôi ngưng like chị em mình nhé. Đang còn 100 chị nhưng mà thôi. Like trễ quá giờ hơi đuối tiếng rồi. Rồi tắt like như vậy mình ơi. Bye bye chị em mình luôn nha. Quần chữ B em còn mà. Chữ B em còn chứ. Còn. Để em coi mà còn nhiều thì em sẽ up bài, còn không thì em like luôn. Còn mấy cái quần tổ ong em còn, quần tổ ong là 79.000. Sọc đen và trắng. Đen và trắng cho chị Vy Tăng Thoại Vy. Vy Tăng Thoại Vy. Tròn vàng cho Thu Trang Ngô. 50k nó. Okay. Cho chị bắp bơ luôn. Cái này không có hàng nữa đâu chị em mình ơi. Thôi chị nào chưa sang được mình sang luôn nhé. Cho chị bắp bơ luôn.
Rồi ngưng like chị em mình ơi, hẹn chị em mình ngày mai nhé. Rồi bye bye nha, hẹn qua ngày mai nha chị em mình ơi.